cầm cái điện thoại để chia sẻ nè. Ừ. Nó ngọt á. Mà sao bác sẽ đẹp nhiều á. Xin chào cả nhà nha. Rồi chị nào thắng Nguyên rồi tương tác lên luôn giùm Nguyên nha. Mỗi chị em mình vô xem like chấm lên luôn giùm Nguyên cho xin một nút chia sẻ nha. Ai à chưa? Có ai vô chưa? Rồi, hello vô trẻ. Vô trẻ quá. Rồi, nhìn ổn chưa Quang Lê luôn nha. Mỗi chị em mình vô xem like nhé, cho xin một nút chia sẻ nhé. Anh chị em mình ơi, chị nào vô rồi nhớ tương tác lên luôn giùm Nguyên nha. Lên cho cái mớ hàng sale đi trước. Định hỏng like mà thấy cái mớ hàng xả nên là thấy nhớ mắt quá. Sale đứng bên này là bóc cái gì là sale cái đó nha. Còn những cái mã hàng còn lại là em sale hết. Nhớ tương tác lên luôn giùm Nguyên nha. Dạ lên chị, tối nay em lên chị. Đi về trễ quá. Đi về trễ nên lên trễ quá. Rồi lên nhá, nhớ tương tác lên luôn giùm Nguyên. Xèo hết. Sale hết. Tương tác nha. Chị ơi cái đó em không biết đâu chị, chốt đơn chị kiểm tra trong tin nhắn thử chứ. Giờ chị hỏi chứ không biết là dồn hay là như thế nào luôn. Em không chốt đơn luôn. Rồi cho nguyên mã đầu tiên. Sao 48 đổ về. 48 đổ về, chị này chốt đường cá xong để tới bữa giờ luôn. Con này 48 đổ về nhá. Coi cái nhìn cái màn hình nó mờ mờ không ta? Có mờ mờ không? Nhìn có mờ không? Hai mươi chín nghìn con đầu tiên.
Cảm ơn là 29 nhớ chia sẻ cho Nguyên nha. 29 nghìn. Size này dành cho chị em mình 48 50 đổ về ok. 29 nghìn dạ mình những con quần nè. 29 nghìn nhá. Nhớ chia sẻ mạnh tay luôn dùng Nguyên nha. 29 nghìn con đầu tiên. Hay nhiều mã hàng sale. Bên bên này là nhiều thứ để sale lắm. Nha, trong mã đầu tiên là mã tặng 29 luôn dùng Nguyên. Cho những chị em mình tầm khoảng á 48 đổ về 48 50 thực sự là Nguyên đang mang cái size này được. Lên mã tặng đùi 29 cao luôn dùng ok nhé, tặng đùi 29 đây. Cái đơn mà em mới nói lúc trưa đây. Chị này chốt đơn xong cái kia nhà em không hỗ trợ đổi, không nhận cái đơn này luôn, xuống không nhận đơn này. Cho là nhận hàng về mới 29 cho Liên Nguyễn. Mới nhận đơn này con thôi. Thì là những cái chị như thế này thì em bye bye luôn rồi nè. Những chị này là bye bye luôn rồi nè. Mua từng này hàng. Mua từng này hàng. Rồi cho em nha. Bán tặng hết cái này. Comment mã này mã 49k luôn, 5 cái. Cái này đúng chuẩn là chỉ nha, nhà Nguyên bán được giá này thôi nè. 49.000 năm cái quần chip này chị em mình nhìn nè, siêu giả 60 vô tư. 49.000 luôn mà là 5 cái. Comment mã chip 49k luôn dùng Nguyên nhá. Con này là chắc có tông siêu giả. Nè, chắc nè, nhớ cố gắng tương tác lên luôn dùng dạ mình ơi. 49k nha. Ai lấy chip 49 chốt nhanh tay luôn dùng Nguyên. Mã này chắc là hết hàng rồi nè. Hết hàng luôn rồi nè, giảng siêu giảng nhá. Còn bộ lớp lót của nó là lớp lót thông hơi như thế này nè chị em nè. Comment mã chip 49 nha. Lớp lót thông hơi 49.000 phép. Nhớ là chia sẻ lên luôn dùng Nguyên nha. Nhớ chia sẻ mạnh tay luôn dùng Nguyên. 49.000. 49.000. Trời ơi, cái áo gì mà nó mất rượt cái tay trời. Cái váy 49 cho anh Như. Cái này là váy Thái nha. Váy Trung Thái à? 49 5 cái luôn. Trời ơi, 65.000 luôn. Váy Trung Thái phong này chị em đến số 60-62 còn mang ok. Váy Trung Thái nha. Chốt mã váy Trung Thái luôn dùng là ok. Trời, mướt rượt cái tay luôn. Váy Thái, chị nào lấy váy Thái comment. Con xé to hàng nàng xả nha chị em mình ơi. Váy Trung Thái lại đi lại về mất công. Ai chơi kiểu nãy váy bao nhiêu à, cho quý rằng ai chơi kiểu nãy mua váy Thái 65.000. 65 cho chơi quý gì đã. Chơi gì mà không cho đổi. Vì những cái này nó thật sự là con váy nguyên sách là nguyên sale rồi, vào nguyên báo số ký luôn. Mà em nói là mang rộng rộng là mất mất mang được, mang đẹp vì kiểu mang baby doll xong xuống không chịu nhận hàng, không cho đổi. Nhà Nguyên cái không hỗ trợ đổi, chỉ là trường hợp ví dụ như là lỗi hay như thế nào thôi. Chứ còn về không ưng đổi là nhà em không hỗ trợ đổi. Xong không chịu nhận hàng này luôn. Kêu không đổi không nhận hàng này luôn. Đấy. Chơi kiểu này ai chơi. Cho Nguyên cái này nhá. Comment mã này là chip xịn cho Nguyên. Con này cực kỳ mắc mong luôn. 60 5.000 luôn. 5 con. 65.000 nhá, chip xịn luôn, dùng 40-60 nhận hàng con này về không sướng thôi. Cầm cái con quần nó nhẹ tên luôn, giống như chị em mình không mặn đồ luôn. 65.000 năm con nha, chip cốc luôn dùng Nguyên. Cái này chị em mình đi mua 20 mấy nghìn, 28.000 con, em không nói điêu. Hàng này đang 28.000 chị em mình mua lẻ nha. Đi chị em mình 65.000 chip xịn luôn dùng Nguyên nhá. Chip xịn, chị Lê Bích Hoàng lên thông tin trên like cho em. Chip xịn nha, lên thông tin trên like cho em này. Rồi váy Thái màu hồng, trong nguyên mã Thái hồng luôn dùng là ok. 65.000 luôn. Làm gì còn cái nào nữa đây. Cho giờ đâu còn cái nào nữa đâu. Lên thông tin trên like cho em đi nha. Comment mã Thái hồng luôn dùng Nguyên. Con váy Tung Thái form này chị em mình để 60-62 vô tư luôn. Em chốt luôn chị em mình con này luôn. Máy tiền 65.000. Váy Thái nhá. Chị nào lấy váy Thái comment mã váy Thái luôn dùng là được. Mắc công tốn thời gian nha. Váy Thái luôn dùng là ok. Lê Bích Hoàng lên thông tin cho em nhé. Lên địa chỉ, lên số điện thoại luôn trên like cho em. Thái hồng cho Thúy Nga Đò. Thái hồng cho Thúy Nga Đò. Rồi cho Nguyên con này. Này. Cái này Nguyên cái áo. Chị Bích Hoàng lên địa chỉ, lên số điện thoại đi chị ơi. Lên hẳn thông tin trên like cho em nhé. Em đi 45 à? Mô 65.000 à, lên địa chỉ cho em luôn đi chị Lê Bích Hoàng ơi. Cái này size 55-57 đổ về. Nguyên nói đơn giản như này nè. Cái áo này không chị em mình mua bao nhiêu tiền cho con vải mango xịn như này rồi. Nguyên xét nhé, Nguyên bộ nhé. Đây, đây là con hàng mão nó mang, nó sang tay áo lên như thế này nè chị em mình nè. Bộ nha. Bộ size 55 đổ về nhé. Bộ mango. Cái này bán tặng chị em mình 59.000 luôn. Không mua được con áo thiệt luôn. Cái này đúng không mua được con áo luôn. 59.000 cái này luôn. Trong nguyên mã này là mã bộ gấu 59k luôn nhớ được. 59.000 nhé. Sợ chưa? 59.000. Bộ Thái 59k luôn nhớ được. Ok chị Lê Bích Hoàng. Bộ Thái 59 hết chưa? Còn một cái quần tổ ong nữa. Tay trẻ mà 57, chị nào gọn lên 60. Cho Nhung Lê. 57 và gọn lên 60. Có hết, cái gì cũng có hết. Trời em xin. 59.000. Bộ 59.000.
quân tổ ong. Dòng này là dòng hàng xịn nha. Dòng này là dòng hàng xịn nha. Vải dài lắm, size 57, chị nào gọn lên 60. Lên mã ong 49k luôn dùng là ok. Ong 49k nha, ong hồng 49. Bùa tháng 59 đâu có. Ong 49 chị nào lấy ong 49 comment ong 49k luôn nữa được. À, chị nào chốt đơn xong bảo là bốn bộ thun thái, bảo nhắn tin chốt đơn xong là ong chị bị ốm. Thì em cũng không biết. Thì cứ nghe là ong chị bị ốm xả đơn. Giờ kêu tới ong. Giờ kêu tới ong bị ốm. Nè. Đây chị em mình này mới chốt bốn bộ thun thái. Toàn bộ thái xịn, bốn bộ nhà ai chốt đơn. Dạ không chị ơi. Dạ không nha. Nè, bộ này bao nhiêu chị chốt đơn không được. Ong cho Lê Thị Nha. Bao nhiêu chị chốt đơn không được. Nè. Đẹp chưa? Em đi 7 quên lộ. 89.000 luôn, bộ thái nha. Ong 49 hết rồi nha. Bộ thái xịn 89.000, cái này mới chốt đơn lúc trưa hay lúc tối gì đây nè. Bộ thái xịn dùng nguyên nhá. Form này chị em lấy 60 62 vô tư. Lên mã thái hồng 89.000 luôn. Thái hồng 89 nhá. Nói thật sự là em lại cái bộ này á, đi số lượng nhiều, nhập số lượng nhiều mà lãi rất là ít. Cái ví dụ như bộ là em lãi 12.000. Áo thun em lãi 5-7.000. Đó, xong em sale xuống chị em mình coi như là lãi không công luôn. 89.000 nha. 89 là em nhập được số lượng lớn và em canh. Em canh em đi gom đấy. Em đi gom hàng hàng gọi là giá này là được giá sale rồi. Chứ còn đi nhập cái bộ này trăm mấy chục nghìn, 125.000 thì đi ra chị em mình phải 150.000 những cái bộ này. Bộ này bộ lửng này. Cũng 60-62 vô tư nhé. Lên mã lửng 89k luôn dùng là được. Lửng 89k nên là chị em mình chốt, cố gắng chốt chuẩn cho em nha. Không mất công những cái bộ này. Cái hàng gì mà khách đã xả ra là em cũng xả ra hết. Kiểu như những cái bộ này lay đi lay về. Khi mà đã xả giống như là bị bí. Thấy là chị Quyên Ngô. Trong Nguyên mã lửng chậm quá. Con nói là lửng. Con nói là lửng nhé, 89.000. Rồi lên mã thái vàng, cái này cũng phong lửng luôn nè. Phong này chị em 62 vô tư. Cái này cũng là phong lửng và em đi chị em mình là 89k luôn. Lên mã thái vàng. Phong lửng nhá, đẹp lắm, phải xịn sò nha, bỏ cho chị Nguyên Ngô cái bộ đó đi. Rồi trong nguyên bộ lửng vàng dùng okay, nguyên nhé. Nha, lửng vàng luôn dùng nguyên nhá, 89k lửng vàng. Và chữ cam luôn, những cái bộ này khách chốt không có hàng đâu chị em mình ơi. Nói thật sự luôn, trong lửng vàng và lửng cam. Có bộ thái lửng. Lửng vàng và lửng cam. Đấy, chắc đẹp đúng không? Lửng cái gì su mi lê. Su mi lê. Rồi trong nguyên lửng cam. Lửng cam luôn dùng những cái bộ này đâu còn hàng, những bộ đẹp không ấy. Lọc cái này toàn những nhận hàng, những cái bộ này toàn bộ là những cái bộ đẹp rồi nhá. Còn một bộ thái cam hết giá 89.000, toàn bộ hàng sale mới đi giá này, toàn bộ hàng xả em mới đi giá này, toàn bộ hàng xả em mới này. À, đây ba cái vái thái rồi, sướng đời chưa. Ba cái vái thái chị này gọi mãi không nghe máy, chị Bình Lê nâu cho Liên Nguyễn có thông tin rồi nha. Nhưng mà nhà em chốt đơn này, một là khách rep tin đi đơn, hoặc là không rep là gọi mới đi đơn. Chị này à, gọi không nghe máy, không trả lời luôn, đọc không trả lời luôn. Đọc không trả lời luôn. Nè. Đẹp chưa? Ba cái vái thun thái em đi hết luôn chị, em 65.000. 65.000. Lên mã thái vàng luôn dùng là được. Thái vàng 65. Chị nào lấy thái vàng 65 chút lên luôn dùng là ok. Form này chị em lấy 60-62 vô tư. Thái cao không hết rồi cô Hương ơi. Trong mã này là mã thái vàng 65.000. Chuẩn chốt hàng chuẩn cho em nha. Đừng có chốt hàng nhiều, chị chốt lên thấy ưng đẹp. Chốt sau đến lúc nghĩ lại, ừ không thấy tiền hay sao. Đọc không trả lời luôn, chốt cho chơi nữa thôi. Không trả lời luôn. Xong gọi cái là hỏi em biết luôn. Tiền khổ trời. Tiền khổ đó đúng không? Xác định mua ấy chứ ai mà. Cũng ấy chứ, phải canh hỏi hỏi còn tắt máy liên tục nữa cực chứ. Lên mã thái vàng cho Hồng Nguyễn. 65.000 luôn. Cực chứ mãi. Ủa cái này cũng lửng, cái này là không, vái không. Chứ. Vái thái đó. Vái thái vàng, à. Vái tung thái, okay. Vái nu luôn dùng em là được. Hồng Nguyễn, 65. Vái màu nu. Chị ơi, em đọc cái mã nào chị chốt mã đó, chứ chị cứ bảo để em cái. Em là không biết là chị lấy cái gì luôn. Trong mã thái nu. Cho chị tiếp lên bùi. Cho chị tiếp lên bùi 2 cái. Để lấy cái thằng rồi. Nè, rồi chị này. Sáng chưa, địa chỉ đầy đủ luôn. Đâu phải nhà em cái có như thế này, thông tin là đi đơn đâu. Nhiều người giờ trứng ghê lắm. Nên là cứ chốt ok xong, hoặc là gọi ok rồi mới đi đơn. Không phải là cứ có thông tin là nhà em đi đơn đâu. Khách cũ khách mới mà không rep tin với gọi không nghe máy là nhà em bỏ đơn hết nha. Giờ không nghe máy đến lúc chứ nhận đơn đến lúc không nhận. Đi xong tiền ship đi tiền hoàn về nó đuối đơn. Rồi size này size 52 đổ về. Dạ không chị ơi, size này 52 đổ về 39k con nào luôn. Quần kaki 39.000.
Kaki 39, chị nào lấy Kaki 39. Size 52 đổ về váy em hết rồi nhá. Váy em hết rồi nhá. Kaki 39, chị nào lấy Kaki 39. Nhớ tương tác lên luôn dùm Nguyên. Con này đi 39 cao luôn. Con này phải hàng 89 cao không? Hàng này là mì hàng nhá. Size 50, dán lết ghiên. Dán lết ghiên, em chạy mì hàng nhá. Lên luôn dùm mã mì hàng dán lết ghiên. Size 48, 50 thôi nha. Size 48, 50 em cũng đi chị em mình 39 nghìn. Cố gắng chia sẻ mạnh tay cho chị Nguyễn Hằng, chia sẻ mạnh tay lên luôn dùm Nguyên nhé. Lên mã mì, mì 39k luôn, gạch cái tên cũ nghe xã. Cái này gạch cái tên cũ nhé. Trong con mã mì 39k, con này mới đi. Con này màu nè. Chị nhắn chốt hàng cho chị mà không thấy à. Chắc là mai chị ơi. Kaki hết rồi, tiếng Nga đòn chậm rồi. Trong nguyên con này nha. Lên mã sung luôn dùm là được. Sung nhá. Thì 65 39 mì hay 39 gì đó. 39 mà còn mì thôi. Còn mì thôi nha. Con này dài đẹp luôn chị em mình nhìn. 65.000 con này. À, em đang mặc hết rồi, bữa em bán rồi. Mì Trương Thu, ok. Bữa nay bán qua hàng quần áo rồi hả? Gì trời. Bán từ cái thời nào mà giờ hỏi Đặng Vi là ai? Đặng Vi là ai vậy? À, cái bân mùa dài. À, thế là chắc là lâu mì rồi đó. Mì hết rồi. Chắc là lâu rồi đó. Hồi xưa đoàn bán dài đúng rồi. Quần 65. Quần 65 rất thì rất là lâu rồi không mua đồ nhà em đúng không? Bộ này 59k luôn, phong lửng có tông tàu, size 57 đổ về. Bán giá này giá đặng 59k này. Em qua quần áo phải là gần 2 năm rồi. 2 năm rồi. Nhỏ ghê hả? Tăng lên thử vô. Tăng hết cỡ lên thử nè. Hết rồi, điện thoại chị. Mở điện thoại to lên thử chị. Em nói to lắm luôn rồi đó. Bộ này 59k luôn. Chắc có tông tàu bộ này đẹp. 57 đổ về. Cảm ơn mã lửng màu đỏ đô nhé, màu đỏ đô nha, chốt này 59 cho Nhân Nguyễn. Gần nhà hay mua giày dép à. Rồi cho Nguyên con này. Bộ nhá, chị nào lấy bộ 59 này. Bộ 59 này, quần sung nó còn ở đâu á. 59 cho Nhân Nguyễn nha. Hồi chiều like còn cọc mấy cái ở đâu ấy. Hồi nãy to giờ nhỏ à. Kỳ á. Cho Nguyên mã xịn luôn dùng nha. 49k size này, size 55. Áo nam xịn. Size 55 nhá. 49k luôn, chị nào lấy cái này. Đa số cuối tuần là em hay lên xả hàng lẻ lắm. Có cái là em xả. Nên là chị em mình tranh thủ chốt, nó quá là rẻ. Em thiệt luôn, quá là rẻ. Chị này sang cái bộ này bao nhiêu tiền? Con đó là 49k. Lửng đỏ em hết rồi. Lửng đỏ hết rồi nha. Tao bình thường đúng không? Rồi lên mã bộ nam luôn, dùng bộ nam đi chị em. 79k luôn, xây bự. Xịn 49 cho Hồ Lan. Xây bự. Xây này 75kg luôn. Vừa đồ nam 75kg. Đi 79 00 69 069 cài lỗ quá. Đi mã 77 75.000 đi. 70k đi. 69 ngăn 70 rồi nè. 70.000. Cái này là hàng công ty 200 mấy nghìn á, 200 nghìn á. Em bán thường loại rất là ít, khi mà sale xuống là đáng đo lắm. Bộ nam cho Thủy Thủy. Sale xuống là đáng đo lắm vì bình thường lên giá cho dễ mình so với giá nhập cũng trên rất là ít nha. Nên là mỗi lần mà xả xuất bộ này em xả luôn. Ok, Thủy Thủy có bộ nam rồi nha. 59k luôn bộ này. Cố gắng chia sẻ mạnh tay lên luôn dùng Nguyên nhé. 59k bộ này luôn. Size này 55 đổ về bộ mango. 59k nhé. Áo dài, không phải cái này áo dài, áo ngắn tay. Con này áo ngắn tay. Nhưng mà phông của nó là phông rộng, gần như là phủ mông luôn. Đẹp, đẹp lắm luôn. Nè, 59k rồi. Bộ này chắc mango này, chị em mình nhìn chắc này. Nhũng chưa? Chắc mango nhá, 59k bộ này. Nha, lên mã mango 59k luôn nhỉ. Ok. Mango 59. Cái này cho bé rồi. Cái này cho bé rồi. Con này hàng 95k này. Bộ nam hết cái mã hết đó rồi chị. Còn nam nhưng mà không em không bán giá đó vì hàng đã bộ hàng sale 59 cho Hình Phương. Bộ hàng xả thôi. Nè, cho nguyên con này. Áo quần bé này là hàng hàng này là em đang chạy 95.000. Nha, con này đang chạy 95.000 và size này dành cho bé nhà mình 15 16, em đi 49k luôn. Hàng tàu nhá. 49k con này đẹp lắm. 49k quần bé. Chị nào lấy mã quần bé 49 comment mã 49k luôn nhiều là được. Rồi tiếp luôn Dũng nè. Cái hàng 101 nè. Cái hàng này là khách gom lấy ghé nhà lấy nè. Ghé nhà lấy đây nè. Size 55 57 đổ về em đi 49.000 luôn. Hàng 115.000 sợ chưa? Quần bé là quần bé 49 cho. Giá này sợ Võ chưa? Thị. Giá này sợ chưa? Nhìn luôn Dũng Nguyên nè. Comment luôn Dũng mã này là mã bộ dài đi. 49.000. Thứ 49.000 phát tới luôn, không cần biết giá nhập luôn. Sợ chưa?
49.000 rồi bộ bán luôn dùng nguyên nhá. Chị nào lấy bộ 49 chốt bộ 49 nào luôn dùng nguyên. Cái này size 12 và giá này 35.000, nói thật sự không còn giá nào mà sale luôn. 30.000 đi. Trong cái này 30. Comment mã 30 và size 12. Bộ này chắc đẹp lắm. Chị em tiếc mỗi cái mã này em tiếc mỗi là vì toàn size nhỏ thôi. Mà còn xả ra này 30.000 bộ này. Size 12 là được cái trong cái mã bộ bé size 12. 30.000 luôn. Bộ bé size 12 30.000 nhá. Bộ dài em hết rồi. Chị em mình tương tác lên luôn nhiều nhá. Bộ bé 30. Cho chị thấy Nga Đoàn. 30 cho thấy Nga Đoàn. Ủa mà mua cho ai mà có 30 kg người. Size nhỏ đấy nha, size 12 kg đấy nha. Rồi cho nguyên con này. Cho nguyên con này. Chị này hãng hai cái, áo này đẹp lắm nè chị em. Mua thử con này đi, không còn hàng đâu. Chỉ có là hàng xả thôi. Chỉ có hàng xả mới có con này thôi, 49k con này luôn. Cho nguyên mãi dơi vải sướng lắm. Khách nhà nguyên que khen con này quá chừng tay của nó là tay dơi này nè, 49k. Giờ vô kêu Út ơi này nữa. Rồi cho nguyên con này nhá, lên mãi dơi. Form này chị em 40-60 chị em nhìn chắc này. Phải đã lắm, khách nhà nguyên hay hỏi con này giờ chỉ có trong hàng bô hàng xả mới có. Lên mãi dơi, 49.000 dơi nhá. Được hai con dơi. Được hai con dơi, cố gắng chia sẻ cho em nha. Được hai con dơi giá 49 này sẽ nè. Dơi 49 thì nào lấy dơi 49 comment lên dùng là được. 49.000 dòng thun lạnh đấy. Dòng thun lạnh con này đẹp lắm. Con này giống con hôm bữa Nguyên đang mang. Size này 55 độ về. Trong nguyên mã lẫn vàng 49k luôn thái xịn. Đâu có bao nhiêu người đâu mà không chút kịp cho chị Nhung lên cả. Áo dơi đấy, áo dơi đấy. Con này lên mã thái xịn 49.000. 49.000 bộ bé em hết rồi nhá. Bộ bé em hết rồi. Này. Bộ này 79k luôn đây nè. Bộ này 79k mango này là hàng em chạy 149k em không nói điều. Em không nói điều. Hàng này đi nhập cao lắm. Hàng này đi nhập cao lắm. Size này size 57 nhá. Size 57 đổ về. Chơi rồi nha. Đẹp chưa? Bao nhiêu vàng bao nhiêu này. Ra em sẵn. Vàng cho Yến. Vàng 49. Ra em dạ xíu nữa em lên. Trời ơi. 79k bộ này, bộ mango cái này coi còn mấy bộ sao. Phương nha. Bộ này hàng em chạy 149.000, cái này giờ vô mùa rồi nè. Em xả 79.000 size 57. Tiểu thư nhá. Trời ơi, nhìn nè. Đẹp lắm, phải đã lắm. Mango xịn nhá. Em đọc cái số ký hết đó chị. Cái nào em cũng đọc số ký hết. Bộ này đi 79k cho chị Thị Lan. Bộ mango 79k cho chị Thị Lan. Nha, cái này như còn được mấy bộ á, sao coi chuẩn trên chị còn bỏ luôn. Đi hết 79k luôn. Rồi tiếp luôn con này. 79k. Khách chốt luôn rồi chị ơi, khách chốt luôn rồi con này. Size này dành cho chị em mình 52 độ về. Hàng này hàng 235.000. Con này hàng 235.000. Có trên kia, bên kia có không? Hết nè. Rồi chị ơi. Bên này nè, bên này còn coi còn mấy bộ. Cho nguyên con này. Áo Nguyên mang bữa Nguyên bán mấy tiền ta? 89k. Nhưng mà con này Nguyên mang rồi. Còn có con mang rồi. Tới nay không like à. Lên mã riêng xịn luôn dùng Nguyên nhá. Tránh đau cho thóp đúng không? Riêng xịn luôn dùng là được. Bộ Sam. Cái này hàng không sai chị xem vào đẹp lắm. Bộ đã đẹp lắm. Bộ Sam xịn luôn á. Hàng 3D này Nguyên đi 149.000. Dở người tự nhiên Nguyên bán sale. Từ từ. Cho chị theo bộ mà là sao? Comment cái này em đi không chị? Em 75.000 luôn. Con này hàng đang 89k này. 89k cái này size 50-52 là được, size L 89, ông không đi 89, đi 75.000. Chị nào lấy mã 75 comment mã 75 luôn nhưng mà được nhá. 75.000 đây. Bộ Thái này, bộ Sam này có chị nào chút nữa nè. Đang còn bộ này. Đang còn một bộ Sam này. Màu khác nữa à. Đây. Lần này bộ đây nè. 79k hết. 75 cho chị Thúy Nga Đoàn. Thúy Nga Đoàn. Đây thêm một bộ mango này. Mango này. Mango chị, cái này cho chị Thị Lan. Cái này cho chị Thi Trần. Nhiều mã đẹp lắm, nó bốc đại vậy mà mày. Còn tầm chục bộ nữa nè. Là hết luôn, 79.000 là em xả lỗ tẹt luôn. Các họa tiết nhá, chị em mình ân lên luôn dùng mã mango luôn dùng nguyên 79.000. Cái là size 57 đổ về là ok. Bộ nào cũng được chị Hề. Nè nó đẹp lắm, mỗi mẫu đẹp mỗi kiểu. Mỗi mẫu đẹp mỗi kiểu, nên là chị em mình cứ lên mã bộ mango. Nha, cứ lên bộ 79k mỗi mẫu đẹp mỗi kiểu nhá. Chị nào ok lên bốc đại nhá. Nhìn mã nào cũng đẹp mà. Nè, cưng chưa? Hàng mango xịn ấy. Hàng mango xịn á. Đó, chị nào ok thì lên luôn dùng mã 79k. Nha, 79k luôn dùng được bốc đại đi. Còn được chọc bộ nữa là hết rồi. Em xả lỗ luôn.
nha, 79k. Cho chị Phạm Hai, cái này 57 đổ về nhé. Phạm Hai này, cho chị Quyên Ngô này. Quyên Ngô này, hai bộ em bóc 2 kiểu cho chị. Hai bộ bóc hai mẫu cho chị Phương Thi này. Trời ơi, 79.000. Rồi còn được từng này bộ, 5 bộ nữa là hết. Cưng lắm. 5 bộ cho chị Phương Ngang bộ này. Cho chị Nhân Nguyễn bộ này. Rồi còn 3 nữa là hết. Cho chị Đỗ Minh bộ này. Cho chị Sen Võ bộ này. Rồi còn một bộ cuối cùng. Rồi. Cho chị Phạm Hai thêm bộ nữa là hết. Hết nha. Cái mã đó là tổng kết hết luôn ấy. Tổng kết hết luôn. Rồi cho anh cái này. Hết mango luôn nha. Dạ hết rồi chị ơi. Em thiệt là riêng em bán cái bộ nó em khóc ấy. Tại vì về nhiều quá chị em mình. Đa số khách nhà em mua hết rồi. Đa số người có bộ hai bộ hết rồi. Về quá nhiều luôn ấy. Đóng là kho nó đóng gấp đôi số lượng luôn. Em xong cái đợt này em chuyển khoản xong đồ hết rồi là ngưng bán cái nào luôn. Em thấy 79 rồi. Bữa em xem nó 49 gì luôn. Bộ đát quần dài 49k nó luôn. Size 55 độ về. Size này 55 độ về nhá. Trong nguyên mã bộ 49k. Đâu ra được chị em mà nó. Em thiệt luôn. Hàng này nguyên chạy 115.000 á. Trong nguyên mã bộ đát đúng mã cho em nhá. Không bị nhầm nhá. Bộ 49.000. Bộ 79 em hết rồi. Bộ này 49.000. Chị nào lấy bộ 49 cầm em mã bộ 49k luôn dùng ok. Bộ 49k nhá. Chị nào lấy bộ 49 đát luôn dùng nguyên này. Cho Trang Mỹ Trang. Cho Trang Mỹ Trang. Cho Trang Mỹ Trang đi chấm hết cái mớ xả này cho nó gọn luôn. Con này tặng 19k luôn dùng nguyên. Size này size 52 đổ về. 19k size 52 đổ về nhá. Trong con mã 19k luôn nhựa được. 19k size 52. 19k size 52. Con này chắc là lỗi bỏ ra nè. Con này lỗi bỏ ra trước nè. Lỗi rồi nha. Lỗi nhà em lọc lại đó. Rồi lên luôn như này. Cái này em còn ít này, chị nào chưa có nhanh tay luôn dùng nguyên này. Cái này mang cực kỳ mắc mông. 19 cho Yến Nhi Trịnh. Cái này em còn được một ít nè. Chị nào lấy cái này lên nhanh tay nhá. Con này cực sướng. Lên trong nguyên mã xịn đi. 75.000 năm con. Hàng này là hàng trẻ mình đi mua 28.000 một con. Đi mua lẻ ra là 28.000 cái. Trong nguyên mã này là mã chip xịn luôn dùng ok nhá. Em đi 5 con. Chị em mình mua 10 con là sẽ là 145.000. Thấy rồi nha. Mua 5 con sẽ là giá 75.000. Trong nguyên mã này là mã chip xịn luôn dùng ra được. Nè. Cái nào mà nhận hàng về không sướng, đừng mua hàng nhà Nguyên nữa. Em tự tin một điều luôn. Nhẹ tên luôn, trong nguyên mã chip xịn luôn dùng Nguyên nhé. Quần 19 em hết rồi. Nha, trong mã chip xịn kèm luôn dùng Nguyên. 5 con hoặc là 10 con. Nha, cái này ba ghi lại không in bill được ba. Cái này không in bill được, ba ghi lại đi. Cho lên cái tờ giấy này cũng được nè. Cho lên tờ giấy này cũng được nè. Trong mã chip xịn nhé. Trong bán nguyên mặt còn. Chip xịn này em đi 75.000 5 con. Nha, chị em mình không có nói số lượng lương cao chị ạ. Không nói số lượng là em mặc định là 5 con. Chị em mình thử mua đi. Khách nhà em cứ thử mua đi. Em tự tin bán chị em mình con này luôn. Em bán hàng ít deal lắm. Hàng về mà ví dụ như chắc không sướng, khách phản hồi không ok là em không có về hàng nữa. Những con nào mà khách họ đi hỏi lại, ví dụ như hết tầm 2 tháng 3 tháng cái bắt đầu khách hỏi cái này thì á là hàng đẹp, hàng ok, khách mang sướng, khách mới hỏi nhiều thế này. Rồi xong về cái mua phát luôn chục cái 20 cái. Là em biết hàng xịn và cái này em đã mang rồi. Nha, nhẹ tên luôn trong mã này, mã xịn cho Nguyên nhé. Nhưng mà cái này hàng trẻ mình đi ra mua lẻ là 28.000 một cái. Áo Nguyên đang mặc à, hôm bữa em bán 89.000 mà giờ hết rồi. Con cái cuối cùng này hồi nãy đi xong về mang y cái này luôn. Áo khoác em có khoác gió. Đi xong về mang y này luôn. Like luôn, sạch trẻ quá. Cho Nguyên con này nhá, tính không like. Tính không like. Đó, chị nào lấy cái này lên luôn dùng Nguyên này. Comment mã chip xịn luôn dùng Nguyên nhá. 5 hoặc 10 luôn dùng Nguyên có cái chip này. Áo khoác loại nào chị ạ? Giờ em có khoác gió thôi. Trang váy Nguyên đang mặc nhưng mà em không biết giờ ở phương trời nào. 69k con nhưng mà giờ không biết ở phương trời nào. Rồi cho Nguyên con nè. Cái này còn được mấy con? Tàu khô. Tàu khô nhá. Không còn áo hai lớp à? Không. Chiếc 5 cái cho chị Phương Phan luôn. Cái này còn mấy con? Tàu khô phôm lửng. 5 con ok cho chị Phương Phan luôn. À, 3 cái. Tàu khô nhá, phôm lửng. Phôm này 55 độ về chị em chút đẹp. Em đi chị em mình con này 49k cá. 49k còn đúng 3 con thôi nè. Phôm lửng nhá, cái này mix với chân váy xòe nè. Đó. Mang mấy cái con chân váy xòe như thế này là ok luôn. Phôm lửng lửng nó cũng không phải là crop top mà cũng phải dài, dễ mang lắm. Chị em mình thay vì chị em mình đóng thùng thì mang những con này cũng quá ok.
trong nguyên mã này mã lửng nhé, có được 3 con. Em đi chị em 49k và chắc của nó là chắc có tông tàu khô nhé. Càng giặt nó sẽ càng mềm ra. Được cái này nè, chị em mình mang cảm giác này nó không thấy mập. Nó không thấy mập, không giặt, máy nó không bị mắc phôm nha. Thay vì chị em mình những cái con tắc chắc có tông tàu nè, thun thái nè, nhiều khi giờ về sờ chắc đẹp thiệt. Thì Bất Hạnh Nguyễn Nam con chip, nhưng mà nhiều khi chị em mình giặt lâu ngày, bỏ máy giặt lâu ngày nó sẽ bị sệt vải ra. Cái này giặt vô tư không bị mắc phôm vải, còn được 3 con. Em đi chị em 49k. 49k thì có cái này. Cái này chị nào nhanh có nè. Cái này chị nào nhanh có nè. Được hình như là 30 set. Cái này kho vét được 30 set chip hoàng hậu. Chip hoàng hậu. Đúng không? Nợ khách nhiều lắm đúng không? Lửng nè. Lửng đó, 3 con. Lửng cho Son Nguyễn. Son Nguyễn, con. Son Nguyễn mới hay chị đây. Son Nguyễn ơi, lên địa chỉ lên số điện thoại luôn trên live cho em với. Chị Tiến Na, lên địa chỉ luôn trên live giùm em chị ơi. Khách mới kèm thông tin luôn giùm em với. Yến Phương. Chị Yến Phương. Trong nguyên mã này mã hoàng hậu dùng nguyên nhá. Đây cái mã em up tên trang này. Quần ghen bụng em đang hết rồi chị ơi. Cái này nó có lập màu. Nha, lưu ý là hàng này hàng có lập màu được vài màu thôi. Em đi luôn chị em con này 109k 10 cái. Đúng mã hoàng hậu luôn dùng nguyên nhá. Còn đây mã hoàng hậu luôn dùng nguyên. Con này là dòng kháng khuẩn nha chị em mình ơi. Chip hoàng hậu đúng không? Nhiều chị hụt cái mã này lắm luôn. Son Nguyễn lên thì chở em về nha. Chắc là về còn được 30 set thôi. Sót được 30 set. Em đi luôn chị em mình mã này 109k nha. Comment mã này là mã chip hoàng hậu 109k 10 con. Nha, 109k 105k luôn đi. 10 cái. Nha, chị nào lấy hoàng hậu comment mã hoàng hậu 105k thẳng lên là 10 con nha chị em mình ơi. Nha, giá của nó là 100. Cái này nhiều chị đặt lắm luôn rồi. Chị Son Nguyễn ơi, lên địa chỉ lên số điện thoại luôn trên live cho em nhé. Khách mới mà. Không có thông tin. Không biết có đèn, không biết có đơn hay không. Không có thông tin là em không chốt đơn thôi nha. Chiếc hoàng hậu. Chiếc hoàng hậu ba ghi lại đi, ba ghi lại chiếc hoàng hậu đi. Chiếc hoàng hậu là 105k luôn. Xếp chiếc 79 là cái nào ta? Chiếc 79 là cái chiếc nào chị ơi? Chiếc xịn là 75.000 chứ mấy? 75.000 năm cái. Chiếc xịn hồi nãy là 75.000. Chị nào lấy hoàng hậu comment mã hoàng hậu luôn dùng ok nhé. Trong nguyên mã hoàng hậu nha. Rồi. Ok chị Tiến Nga. Đây. Phải thấy mã này nhiều chị chứ không được không? Size to nha. Ok. Cái này size to nha. Size to. Form này chị em lấy 60-62. Form to size 2X. Chị ơi cái chip hoàng hậu nó hàng giả. Hàng giả. Ok hoàng hậu. Hoàng hậu là 105.000. Giảm vô tư từ 40kg đổ lên. 40kg đổ lên chị em mình 62-65kg còn bon trang được. Nè, cái này có set, set này siêu đẹp luôn. Đúng không? Bao nhiêu chị chốt hàng không có. Thì Phương Thi 115.000 đó. Cái này em đang sale 125.000. 125.000, 115.000. Thì chị Phương Thi. Cái mã này hôm bữa nhiều chị chốt không được cái mã này. Set. Tiếp xị 5 cái cho chị Hương Trần luôn sẵn. Rồi ok. Cái này cho bé rồi. Cái nào mà còn ít là em xả hết. 115.000 luôn. Cái này chị em mình nè. Nó thiếu cái áo hai da ở trong. Thực sự là nguyên một set của nó là có cả hai da ở trong nữa. Nhưng mà cái này không còn. Cái này em bán tặng luôn. Set vest cho bé nhé. Size 16. Cưng lắm. Có cái áo hai da nữa giờ. Hôm nay về chị em mình có sẵn áo hai da mix cho nó đi. Em đi luôn chị em mình con này 49k. Set hết khách chốt rồi chị. 49k con này luôn. Hoàng hảo cho chị. Cho chị Đào Trang. Cho chị Đào Trang. Lên mã bé luôn dùng 49k set vest. 49k xét vét trong nguyên mã bé luôn dù là được nhá. Toàn bộ những cái mã này là hàng lẻ size lẻ tẻ ra rồi. Nên là em bán tặng. Ui con này cưng lắm. Cái này cưng lắm. Này bao nhiêu? Cho bé. Máy là 49.000. Bé 49.000. Cái này nguyên mang gần vừa nó xe 32. Nhưng mà chút đến 32kg thôi. Lên mã váy bé. Bé 16kg nè. 16kg đó. Huỳnh Hồng Nhung. 16kg đó. Chị Ni Phạm có rồi đó chị Ni Phạm ơi. Chị Ni Phạm có rồi nha. Rồi cho nguyên lên con này. Comment này rút cho bà xã cái chân bé với lại cái ra luôn nha xã. Ra là hàng có sẵn nha. Nè, cho bé nha. Size 32, 35, size bé em hết rồi. Con này em đi chợ bên 95.000. Hàng này hàng 150.000 nè. Cho bé chứ không phải cho lớn nha chị em mình ơi. Con cái thôi. Con cái size 32. Comment mã bé luôn dùng là được. Size 32 nhá. Lên đúng mã luôn dùng mã bé size 32kg. Em chốt luôn chị em mình con này giá đi chị em mình là. Mới đọc xong mấy tiền. 9 mấy nghìn nè. 95.000 cho Nguyên nhé. Còn mấy mã này mã 95 luôn dùng là ok. Ai lấy mã 95 có không? Váy bé 95k chị Phương đây. Size 32. 95k cho chị Phương đây. Size 32. Rồi tiếp luôn dùng cái này. Mỗi thứ nó còn ít nên là em lên nó luôn chị. Em mình cho nó bay hàng luôn.
rút cho xã mấy mẫu. Ui, đợt này là ra đẹp lắm chị em mình. Toàn mẫu đẹp không á. Ra nhà em sẵn nhé mà toàn mẫu đẹp luôn. Cái này bán tặng nó luôn chị em mình, này được cái là size nó đẹp nhưng mà size nó nhỏ là size 50 52. Tặng luôn, bán tặng luôn mỗi chuyện cáo. Thấy bán em hết rồi chị. Cái này nó đẹp nhưng mà mỗi tội là form nó nhỏ. Hàng này nhờ gọi là chị nào bé bé con size 50 52 đây. Em hết rồi, hàng hàng khách xã chứ làm gì còn. Bữa nay làm gì sát sát ra vậy em. Em hát cho một like phải. Còn lâu lâu rớt lại hàng bom hàng xã rồi thôi. Nè. Cưng không? Nhưng mà 50 52 đổ về chị em cho ok. Như màu đẹp lắm sao. Như màu đẹp lắm mà. Size 50 52 đổ về ok, em bán tặng luôn chị em mình con này luôn. 45k luôn. Hàng mà kiểu như hàng hàng hot ấy. Dòng shop hàng hot nè. Nhưng mà là 50 52 đổ về nha chị em mình ơi. Lên mã kiểu luôn dùng đi. 50 52 đổ về em đưa chị em mình con này mới đọc xong bao nhiêu tiền. 45.000 luôn. Không mấy cái thôi. Em cái này không bao giờ đi nhập ra giá này, hàng này em đang bán 69.000 con đấy. 69.000 con em sale chị em 45. 45 cho Liên Nguyễn. Xinh lắm. Cái này xinh lắm nhưng mà chị mình nhỏ con xíu nha. 50 52 đổ về. Nga. 45k nốt luôn. Chị nào lấy cái này lên nhanh tay này chị Trương Nga luôn. Chị Liên Nguyễn có rồi nhá. Có được một chục con. Nè. Cái hàng 69k em đang bán không? Bán tặng luôn. Còn size nhỏ có quần đùi hay chân váy bé 28. À, chân váy bé 28 đang không có chị ạ. Được chưa? Chị nào lấy cái này lên mã kiểu luôn dùng 45k. Khách mới kèm cả thông tin trên live cho em nhé. Kèm cả thông tin trên live cho em. Chị nào lấy mã 45, comment mã 45 luôn dùng em là được nhé. Cho chị Hoàng Phương, cho chị Yến Phương. Hoàng Phương không giấu chị Yến Phương. Rồi ai lấy cái này nữa lên nhanh tay luôn dùng em nhé cho chị Phương Nga. Còn mấy con nữa là hết. Giá này giá tổng xã đó. Nên là chị nào chưa có tranh thủ phát nhanh tay. Nó quá là rẻ luôn. Còn được 3 con, 4 con nữa là hết. 3 con, 4 con nữa là hết. Em đi chị em mình mã này bán tặng. Bán tặng này. Trang này chị em mình đi mua cho bé là 100.000. Kiểu cho chị ạ. Như dịp Lê. Nó nhiều màu lắm nhá. Chị Lê Văn có rồi nha. Chị Lê Văn có rồi. Trang tuyết cho bé. Nè. Mét tư lặng nhá. Trương Như Diệp mẹ đạt hai. Trương Như Diệp. Mẹ đạt Như Diệp Lê. Đọc ở đâu mà lên ra Như Diệp Lê hai trời. Cho dụng cao. Cái nhìn trên. Nhìn trên tên ở trên kép với cái tên ở dưới. Áo thun lên nhanh đi chị. Em không like đâu chị thô con nhá. Thô con hay thỏ con. Sao mà mới vô like khách mới hay cũ mà vô mà lệnh người ta lên áo thun rồi. Sao mà vô lệnh người ta like cái này cái kia rồi. Dạ không, không có về thun thái lại đâu chị ạ. Thì cả năm có khi có về được một lần. Cả năm săn được vài trăm con áo thun, váy thun thái. Chứ mà để mà để mà giá bình thường ấy, đi giá bình thường con đó người ta bán dẻo mình 100-250 là chuyện bình thường. Trong nguyên con nè. Trương Như Diệp, Trương Như Diệp đấy à có. Chị lên thì chị lên số điện thoại luôn trên live cho em nhé. Nè. Xinh không? Ok. To bự nhá, cái này vô mùa dẻo mình nhưng mà gọn lắm. Mịn lắm luôn. Trong nguyên cái này nhá, chắc nó vừa phải, nó không quá dài. Lên mã này là mã chân bé nhá. To bự nha, chân này là chân tuyết không phải chân đuổi, hôm bữa em chạy chân đuổi. Còn cái này là chân tuyết. Nha, trang tiết cho bé nè, cả trai cả gái nhất. Chị em không chọn họa tiết nha, nhiều họa tiết. Không chọn họa tiết, ảnh vô anh cắt đúng một cái. Anh đem vô cho đúng một cái mẫu thôi. Đó, nhưng mà nhiều mẫu lắm, nhiều mẫu đẹp lắm, toàn mẫu đẹp. Em đem chị em mình con này 69k cả. Comment mã 69 trai hoặc là 69 gái là ok. 1m4 là như vậy mình. Sao 1m4 mà sao nó dài vậy ta? Ủa phải không? Sao 1m4 được? Nè. Hơn chứ. Bà sợ 1m54 rồi nè. Sao này mét tư được, đo lại cái này thử nè. Em đi luôn chị em mình con này 69.000. Comment mã chân tuyết dùng nguyên là ok nhá. Thế đứt cái đầu thôi. Cả trai cả gái nhá chị em mình ơi. 69k con. Rút đây kéo đi xả, kéo đi xả. 69k con nhá. Cái mình sao mùng mét tư mà sao lúc đầu được. Mét rưỡi, hơn mét rưỡi. Này mét rưỡi nè. Hơn. Hơn mét rưỡi đúng không? Ừ. Ui to bự lắm chị em mình. Nhìn nè. Nhìn cái con chân. Được chưa, chị nào lấy cái này lên mã chăn tuyết cho bé mình dùng cũng được luôn. Chị nào mà dân văn phòng đồ thì là dùng con này cũng ok luôn, gặp nhỏ gọn. Chị em mình cứ lên trai hoặc gái nhé, mình mang cũng mình dùng cũng được. Chị nào mà dân văn phòng ấy hay là làm đúng rồi cho con đi học này, dân phòng văn phòng cũng được. 69k con này siêu đẹp luôn, siêu rẻ luôn. Cái này chăn tuyết nhá, comment lên mã trai hoặc gái luôn dùng là ok, không chọn màu nhé. Nói chung là toàn màu đẹp thôi, toàn kiểu đẹp thôi. Em sẽ bóc theo giới tính nha. Đấy, nhiều họa tiết đẹp lắm, trăng tuyết luôn dùng em nhé. Em đi 69k con. 69k con trăng tuyết như thế này nha.
Đó, chị nào lấy cái này, hàng này đúng là chị em mình sẽ mua đi, mua tiền trăm. Người ta sẽ bán cho chị em mình 100. Nên để đâu chính xác rồi đúng không? 1m4, 1m, 1m4 mà thực ra là đo ra là 1m5 là nha. Lên mã chăn tuyết, tuyết trai hoặc gái luôn dùng nguyên nhé. Chị em mình cứ lên giới tính luôn dùng là ok. 69k một cái. Vô nhà em nói thật sự là em chạy. Cái nào cũng lại rất là ít. Cái nào cũng lại rất là ít nên là đâm ra chị em mình mua được giá rẻ, chứ không người ta bán lẻ. Người ta bán cho chị em mình 100.000. Đơn giản đầy món. Đơn giản món chị em mình mắc 30.000 rồi. Nha, chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên nhé. Còn màu nâu thôi chị, còn màu nâu. Còn màu nâu, đây là cái mã này em up lên. Khách hỏi quá chừng em không rep kịp. Em không rep kịp, em lên luôn cho chị em mình luôn. Khách hỏi em nói là em không trả lời kịp trong tin nhắn luôn ý. Không trả lời kịp trong tin nhắn thôi, chị em mình lên luôn trên live đi nè. Em lên chị em mình mã nè. Chốt luôn trên live nhé. Cái này em có kích thước nè. 1m4, 1m6, 1m8, 2m2. Nha, 1m4, 1m6, 2m2. Áo hồng Nguyên đang mang hết rồi. Chị em mình cứ lên mã chăn trai hoặc chăn gái luôn dùng là ok nhé. 69 càng con. Phô mùa mà rất là cần những cái này. Thiệt luôn. Mình cũng dùng được. Con cũng dùng được vì nó ấy mà cả mét hơn mét rưỡi là. Đâu phải gì, lúc đầu nguyên mét 54 là. Chăn tuyết chị ơi lên kèm mét trai và mét gái cho em đi. Theo giới tính đi. Đúng rồi em ở đường Trà Na 4. Trà Na 4. Nè. Nè con màu đẹp. Năm này nó ra toàn màu đẹp nè, nhìn nè. Chị em mình cứ lên chăn tuyết trai hoặc chăn tuyết gái luôn dùng nguyên nhé. Cái này tầm khoảng 10-15 phân. Chăn 15 phân, cái này 15 phân chị. 15 phân. Toàn là họa tiết đẹp hết nha, chị em mình tranh thủ nè. Đầu mùa là cái số lượng mỗi mẫu nó nhiều. Chị em mình có thể lựa được vài ba hôm nữa là bắt đầu em không cho chọn mà. Tại vì còn thứ ít á. Nên là thời gian mà đi chọn mẫu nó rất là mất thời gian vì em bán lại rất là ít nha. Giờ về đầu mùa được số lượng nhiều nè, được số đâu có mấy tám chị ơi. Trăng tuyết nó chỉ tầm khoảng mét rưỡi thôi, mét 54 thôi, mét 54 thôi, một mét nha, mét 54 chứ không có đến mét 8 nha. Nghe rõ luôn giùm em nè, toàn họa tiết đẹp. Cái bát em cầm rồi cho khách coi mẫu, không mở ra mất công. Cái nguyên trọn bộ của nó là hai gói đầu, một gói ôm, một cái bọc nệm nhé. Còn chị nào mà thích có chăn thì báo luôn cho em, có chăn thì tính riêng, chăn tính riêng nhé. Chăn gái cho chị thử hình. Cái này có đầy đủ kích thước 1m4 nè, 1m6 nè, 1m8 và 2m2 nhá. Em đi luôn chị em mình nè, 1m4 với 1m6 này chị em 85.000. Nghe rõ cái giá luôn dùng em và anh sợ mở cho chị em họ tiết cho chị em anh chọn nha. 1m4 và 1m6 sẽ rơi vào là 85.000 một set. Chăn tiết cho chị tiếng na luôn. Còn 1m8 em đi luôn trẻ mình 90.000. 2m2 em sẽ đi trẻ mình 95.000. Siêu rẻ luôn, em nói thật sự là siêu rẻ luôn cái này. Mà em chạy luôn cho trẻ mình hàng xịn hàng dài chứ không phải hàng mỏng mỏng đâu nha. Cái này trẻ mình năm ngói mua là trẻ mình biết rồi. Xài cho trẻ mình cắt. Chờ mày xíu cho khách coi họ tiết. Chứ giờ em làm biến em mở ra hết lắm nè. Đẹp lắm luôn. 5 món nhá. Em có luôn trẻ mình đi ô nè. Đứng im đi cả, đang đứng đơ rồi. Nè khách này. Khách nhắn tin loạn luôn ấy. Nhắn tin loạn em không ấy được. Gì vậy? Gì vậy? Này. Xong chưa? Chào mẹ bán hàng. Em chào mấy cô đường hòn. Em chào mấy cô. Chúc mấy cô cuối tuần vui vẻ. Nói đường hòn. Chúc mấy cô cuối tuần vui vẻ. Mấy tù chị. Mua là thật nhiều hàng. Mua thật cho con. Mua thật nhiều hàng. Mua thật nhiều hàng. Cảm ơn mấy cô. Mấy cô làm gì? Chỗ xong chưa? Xong chưa mẹ bán hàng? Xong chưa? Mẹ nó uống sữa. Vi Nguyễn có rau. Trai gây tình phạm luôn. Dạ có uống sữa chứ một gì. Thế? Thì đi cho ba uống sữa. Ba uống sữa luôn. Wow. Ba uống sữa luôn. Ba uống đâu mà. Hôm qua kinh thấy ba cũng uống cái bự. Con đây cái này chị em mình tranh thủ đầu mùa chị em mình không chọn. Nói thật sự là về em cũng lọc những cái mẫu đẹp cho chị em mình hết rồi, về là em toàn lọc những cái mẫu đẹp về chị em mình hết rồi, nên là nhiều khi chị em mình không có cần phải lựa luôn ấy, cho nó nhanh. Còn chị em mình thích lựa vẫn được. Em đi chị em mình 1m4 và 1m6 là 85.000 một set 4 món nha. Mua nhiều tiền để có tiền như sữa. Còn 1m8 em đi luôn cho chị em mình là 90.000 nguyên năm món cái dạ mình thôi. Còn 2m2 em đi luôn trẻ mình là 95.000 mà quýnh dở. Trong bé gái ok chị Đinh Nga, em lọc em lựa em lên luôn trẻ mình các cái nè.
cho chị em mình ấy luôn, cho nó dễ này, được chưa? Đấy, có cái này lên chị em mình, mã này là mã D luôn, dùng nguyên này, cho chị em mình xem này, cho chị em mình chọn luôn đấy. Lên mã này, lên mã sọc cho em. Mét 2 à? Từ, mét 2 có. Mét 2 có. Mét 2 thì là giá giảm hơn 3.000 đó. Giảm hơn 5.000 đi. Giảm hơn 5.000 là 80.000 cho mét 2. Mã tim hồng luôn dùng nguyên này. Toàn mã đẹp không á, tim hồng này, mã sọc này. Em lọc toàn mã đẹp. Lên luôn những mã này là mã cốt xanh luôn dùng là được nhá. Cốt xanh, chị em mình cứ coi đi. Lên mã này là mã táo luôn dùng em. Bình thường cái này em không cho khách lựa màu đâu. Lên luôn mã gấu. 2m2 có, chợ 2m2 là 95.000. Xếp 5 món. 2m2 chứ không phải 2m đâu nha. 2m2. Kích thước giường 2m8 nè. 2m2, 2m nói chung là dài là 2m. Toàn bề dài chung là 2m rồi đúng không? Em đang không, có 1m4 nè, 1m6, 1m8 nè. Chị em mình lên đúng mã cho em nhé. Đào mùa nên là chị em mình chọn màu được. Vài ba hôm nữa là em không chọn màu, vẫn đi giá này nhưng mà không chọn màu. Vô phát là cái này vô mùa học sinh nè. Vô mùa lạnh phát là khách giặt không kịp là toàn bộ đặt cái này nhiều lắm. Em chạy cái này cực kỳ nhiều luôn. Toàn họa tiết đẹp này chị em mình thấy không? Cái này em lọc rồi. Cả 100 mẫu nhưng mà em lọc trước những cái mẫu đẹp hết cho chị em mình đấy. Này mã Dio này. Mã Dio này, cái này ba ghi lại nhá. Mã Dio này. Mã này lên mã sọc luôn nữa được nè. Chị nào không chọn màu cũng được, nói chung là toàn mẫu đẹp không mà, thấy không? Mà em sẽ lên chị em mình màu thực tế cho chị em mình xem nhưng mà mở ra nó mày. 5 món chưa? Chị nào mà thích thích mình... có chăng là thêm từ từ không, có. Không, mình cũng một có cái này mà. Ừ. À mình có cái này rồi đúng không? Ờ biết rồi, mình biết rồi. Mày biết rồi. Cho mày mượn một xíu nữa thôi. Có chăng là tính riêng nhá. Có chăng tính riêng nhá. Nè, đẹp lắm. Chị em mình yên tâm, em chạy hàng đẹp cho chị em mình luôn nè, mã sọc này. Mã sọc này, mã tim này. Mã sọc này. Đó, quay. Mã này là mã Dio này. Chị ơi, 1m6 và 1m8 là 85.000 nha. 1m8 là 90.000 và 2m2 là 95.000, rẻ quá. Được chưa? Được chưa? Mèo trả giờ luôn để cho khách coi này. Đây, cái này là hoa cúc này. Hoa cúc em sẽ cho chị em mình hình thực tế luôn nhưng mà cái này để cho chị em mình hình dung được trải lên cái giường nó sẽ như thế nào. Đó, cái này lên mã đào luôn dùng nguyên này, đào cam luôn dùng nguyên nhé. Có tông poly hàng đẹp lắm. Hàng dài dặn lắm. Nha, dài dặn lắm. Lên mã này là mã gốc, mã caro luôn cũng được này. Có chăng là thêm chăng là bao nhiêu tiền ta? Chăng là 100.000 một cái chăng. 100.000 một cái chăng về nên em nói thật sự là cực nhiều này, cả hàng trăm mẫu luôn ấy. Nhưng mà toàn bộ em sẽ lọc những cái mẫu đẹp cho chị em mình trước. Còn để vài hôm nữa lộn xộn mẫu là được chưa? Chăng hay chị ơi, không phải chăng nha chị ơi. Một cái này là bộ gọi là bộ ra ấy, hai gối đầu, một gối ôm, một bọc nệm. Em sẽ mở ra chị em mình một cái thôi, hề trả cho con này. Trả cho con này. Đây. Đấy là em lên cho chị em mình coi thử cái là 15 phân thôi chị. 15 phân. 15 phân. Em lên cho chị em mình coi thử là trải trên giường nó sẽ như thế nào. Thật sự là em có up trên trang cá nhân mà nhiều chị có thể là không theo dõi trang cá nhân. Đây nè. À bên này là chưa up cái mẫu này, hai cái mẫu này cũng đẹp. Hai cái mẫu này cũng đẹp lắm nè. Lên mã này là mã xanh ngọc luôn nguyên này. Xanh đậm này. Mấy cái mẫu đẹp không á, em lọc trước những cái mã đẹp em lên trước. Cái này có số lượng nhiều trước. Đấy, đây nè, mã tim của nó thực tế đây nè. Nói chung là nó giống hình luôn. Mã tim nè. Em chạy có tông poly hàng mềm lắm. Cái này bao giặt, máy giặt thoải mái. Đúng hàng đẹp này chị em mình mua nguyên set. Hàng mà chị em mình mua bình thường, chị em mình thường thấy người ta chạy 99.000 set na 4 món ấy. 99.000 set 4 món, 5 món ấy là hàng xổm. Em thiệt, cái năm mới sinh bằng nhím á thì thay cái này nhiều, mua 100, 120 nhưng mà về giặt đôi ba bữa cắn sơ hết ra, nó giãn hết ra đó. Còn cái này nhà em vẫn đang dùng cái mã này từ năm ngó giờ này, vẫn dùng ở trên cái, ở dưới nệm thả cái vẫn bọc cái này, ở trên thì là dùng cái chăn lụa. Chị ơi em đọc lại này, em đọc lại các kích thước này, mét 4 và mét 6 ấy, em đi luôn chị em mình là 90, 85.000. Nghe rõ luôn giùm em nhé, 85.000. Khổ 30 là sao chị Trang Long ơi? Khổ 30 là sao? Nha, 85.000. Còn mét 8 em đi chị em mình 90.000. 2m2 em đi luôn chị em mình 95.000. Vẫn là 5 món. Chị nào thêm chăng là 100.000. Mà có số, một số mẫu có chăng thôi. Nè, mã này là mã sọc đây nè. Giờ không mở hết tay chị em mình. 5 món nhé, mã sọc đây nè. Mã này là mã gấu caro, hồi nãy em quay cho chị em mình coi nè. Mã này là mã hoa cúc. Được, mã chăng không thì là 100.000 được chị ơi. Không, 30 phân không.
30 phân đang không có cái này, 15 phân thôi nhé. Này mà maximum là 15 phân. Đây nè, cái hoa cúc họa mi đây nè. Cái này cũng xinh lắm. Năm ngó em chạy mã này quá là nhiều. Em up lên phát chắc cũng phải là rơi vào không đếm được số lượng. Không đếm được số lượng. Rồi nè, màu tim nè. Lá xanh đậm nè. Toàn màu đẹp, chị em mình yên tâm lập toàn màu đẹp trước. Nên là chị em mình tranh thủ chốt trước đi. Cái này là mang quanh năm. Rồi, rồi em sẽ mở cho chị em mình xem một bộ thêm nữa. Màu xanh ngọc nè và Dio nha. Mã sọc, chắc mã sọc có chăng. Được một số mã có chăng thôi chứ không phải là có chăng hết nhé. Đây nè, em sẽ mở cho chị em mình một cái cho chị em mình xem. Mã này là mã xanh ngọc, em đọc lại em phát nè. Xanh ngọc nè, mã tim hồng nè. Không, chị em có thể vô trang cá nhân em có up sơ sơ mẫu ấy. Khách comment, em nói thật sự up lên xong cái là xong cái dọn chuẩn bị like cái xong. Thêm chăng là thêm 100.000 cái chăng đó chị ơi. Thêm cái chăng đó em mua 170 riêng cái chăng là 170.000 đó. Cái chăng là 170.000 đó. Chăng của nó là 2m2. Chăng 2m2 thì là dùng đủ kích thước giường nào dùng cũng được hết. Cúc họa mi này. Mã này là mã gấu caro này. Chăng thì nó chung một cái kích thước khác chị ơi, chung một kích thước là 2m2 hết. 2m2. Mã này mã sọc, mã này đẹp này. Mã đậm này. Hoa đậm này. Còn mấy màu sạch sẽ hết. Mấy màu đẹp không á. Nè. Được chưa, chị nào lấy cái này lên mã đi ô. Đó, em sẽ mở ra ưa mã nào. Màu này thì em thích cái màu này. Màu này nó lạ, nó nhẹ nhàng, đẹp lắm. Chị mình yên tâm. Nhà em đang dùng. Cái nào mà em thấy cảm thấy nó không ok là em không có chạy đi năm này chạy qua tháng nọ là em thiệt luôn. Nè, em mở luôn cho dạ mình nè. Một set của nó là 5 món. Một cái bọc nệm nè. Hai cái gối đầu nè. Một cái bọc nệm thôi, không mở ra chị em mình. Đây nè, cho chị em mình coi nè. Nó đẹp lắm luôn. Chứ không phải hàng xổm xổm đâu, chị em mình cứ yên tâm. Em năm đó em xin bạn nhím em mua hai cái để thay qua thay về với lại cái chống thấm nữa. Bọc cái này xuống, bọc cái chống thấm ở trên nữa. Mà đã là 120.000. Nhưng mà giặt bỏ máy giặt hai bữa nó sơ nó giãn ra hết. Vì người ta làm chắc mỏng ấy. Làm chắc mỏng. Đó, đây này. Một cái gối ôm, hai cái gối đầu. Chị em mình cứ lên cho em nhé. Tội tình vô không in được bill. Chị em mình nếu như không ấy được, chị em mình cứ lên. Cúc họa mi với cúc xanh, đúng rồi cúc. Chị ơi, cái này là cúc tông poly, đẹp lắm, chị em mình mua đi. Thiệt, nhất là những chị nào có con nhỏ ấy, thì nên mua cái này dùng là ok rồi. Vì nó thường nó tè trên giường ấy. Em vẫn có chạy chạy chống thấm nữa nhé. Vô nhà nguyên chị em mình yên tâm đi. Thôi ví dụ như những cái này thì người ta hay bán, và ví dụ bán cửa hàng, bán chợ đồ ấy, thì người ta bán lâu lâu người ta bán được món đúng không? Người ta phải lãi ít nhất phải 50.000 một bọc. Chống thấm em còn đấy, còn đấy, nhưng mà nó đang lại không. 50.000. Còn em tính lên cho dễ mình này tầm 12.000 một bộ nè. 10-12.000 một bộ. Đó. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên nhá. Nên là chủ yếu là em chạy số lượng, em bán like thì biết rồi. Chạy số lượng là chính. Còn ngồi chạy số lượng là chính. Thôi chị em mình mua một cái xong chị em mình kẹp chung với quần áo nữa. Ví dụ cái này 10.000 cái kia 5.000 thì lãi có đơn em cũng có lãi trong đó. Để cho chị em mình đa dạng hàng thôi. Nhưng mà yên tâm là giá này quá ok. Mẫu này không chống thấm thì nó họa tiết ít hơn chị. Họa tiết ít hơn đấy, mình gấp nó không được đẹp như họ gấp. Mình gấp nó xấu lắm, mình nguyên làm biến gỡ ra như thế đó. Gấp nó không được đẹp. Chán chưa? Mặn nhào hết thôi kệ nhá. Nên là sơ sơ này chị em mình thể vô trang cá nhân chị em mình coi mẫu. Còn nhiều mẫu lắm. Nhưng mà tạm là những cái mẫu này em thấy là nó đẹp. Em lập trước. Em bán hàng nhưng mà phải cũng nghĩ là mình dùng là thế, trả lại những cái này nó đẹp. Đó, năm ngố mình mua 5 bộ rồi cảm xài ok đó. Ok, cảm ơn chị Sang Võ. Chống thấm em có. Ok nhá chị nào. Đây là màu xanh ngọc nè, đọc lại nè. Màu lá xanh đậm nè. Chị Sang Võ muốn nhiều. Nè. Có tông poly nhưng mà nhà em chạy hàng dài. Đó, chị Sang Võ nói 5 ngó mua 5 bộ đó. Em nói rồi, em bán hàng đường hoàng lắm. Nếu như mà hàng không chắc em không về lại đâu. Em không chạy đâu. Có chăn đắp thì thêm 100.000 nhé. Chăn đắp là có thêm 100.000. Hàng mà không chất lượng, không ok là em không ấy, không giá không ok là em không về lại đâu. Nên có 2m2 chị ơi. 2m2 em đi có 95.000 thôi. Lá xanh ngọc em cầm ok, chị em mình cứ lên luôn dùng đi nhé. Nè, toàn màu đẹp thôi, chị em mình vô trang cá nhân ấy. Vô trang cá nhân giùm em. Ui, trang cá nhân em up rồi mà. Nhưng mà em up sơ sơ thôi để chị em mình biết là nó đã ra hàng rồi. Nói chung là chị em mình đừng có lăng tăng gì hết. Bắt đại hai bộ. Em sẽ toàn lọc màu đẹp cho chị em mình hết. Mỗi khi em nói thật sự ấy, để khách không chọn màu.
đúng không? Nhưng mà em vẫn cố gắng cái nào nó còn mã đẹp thì sẽ em bốc cho khách trước đó. Xong rồi ví dụ như còn cái hai cái mẫu gọi là nó trẻ, mình thấy không, màu đen màu đồ, xong em xả lỗ, em xả lỗ, em không cho khách chọn màu, nhưng mà sau là về sau em vẫn em chừa những cái mã ấy lại, xong em xả lỗ. Vì ban đầu về không ấy, chị bữa nay chiếu điều hòa, trời ơi, còn chiếu điều hòa nhưng mà không lên chiếu điều hòa, còn chiếu điều hòa được chưa? Ok chị em mình cứ lên luôn, dùng nguyên kèm kèm cái kích thước đây. Cái mã này em cũng ít mấy khi like lắm, đa số là em up lên trang cá nhân hết á, toàn bộ là up lên trang cá nhân. Ok chị em mình cứ lên dùng nguyên nhé, toàn bộ cái này là up lên trang cá nhân hết. Còn chị em mình đang còn lăn tăn nữa về các mã thì chị em mình tham khảo trang cá nhân của Nguyên nhé. Đào mùa ấy, em nói riêng đào mùa này đang còn số lượng ok xíu là chị em mình được lựa màu. Mẫu gối caro hình từ từ. Dạ ok. Là giờ chị em mình được lựa màu. Còn vài hôm nữa không được lựa màu, em thì cũng giá này nhưng mà không được lựa màu. Tại vì giờ cứ còn cái hình lựa màu cái gì. Chị cứ lên đi, tình ngô đang chốt. Tình ngô đang chốt, không in được bill nên tình bơ ngô đang ấy. Ok. Màu đẹp không ạ? Không, màu đẹp. Mét 4 với mét 6 là 85.000. Em chạy giá ok luôn chị em mình. Mét 4, mét 6 là 85.000. Còn mét 8 là 90.000. Giờ đọc màu lại. Nói chung là na ná này thôi. Xanh ngọc nè, lá xanh ngọc nè, Dio nè, mã D trong Nguyên, gấu caro nè. Mã này lên mã sọc, mã này đẹp nè, mã này lên sang lắm nè. Hai bộ, ba bộ, chị mua chục bộ cũng như này. Chị mua chục bộ cũng như này. Em bán trang không là 100.000. Trang không là 100.000. Tim nè, tim nè. Rồi, hoa đàm. Còn nhiều màu lắm nhưng mà em lựa trước những cái mẫu đẹp em lên chị em mình trước. Em lựa trước mẫu đẹp em lên chị em mình trước nên là chị em tranh thủ đi. Chứ còn bình thường cái này em chốt khách không chọn màu thì khách vẫn chốt bình thường. Em thiệt luôn, bao năm em, năm ngó em cũng không cho chọn màu đó. Mà giờ có số lượng xíu thì em vẫn chịu khó lọc màu lên cho chị em mình luôn. Dạ chị em cứ lấy cái gì chốt, cứ vô trang cá nhân của em tham khảo. Cái chị em mình chốt không được thì vô trang cá nhân tham khảo cái mã này nhé. Còn cái mã trang nào nữa không, ta lên nốt luôn cái mã trang. Chống thấm em còn nhưng mà chị em mình biết sao không? Trừ nó thật sự là em không nhớ cái giá luôn. Để ngày mai em up. Đây nè, chống thấm này em đầy đủ, gần như là đầy đủ kích thước luôn á. Nhưng mà giờ không nhớ được cái giá thì em kiểm tra lại cái giá. Nè, hàng đầy cả nhà luôn mà. Bữa giờ không bán chống thấm em cắt. Thì cái này năm nào em cũng bán ấy. Em không có nhớ cái giá được. Ngày mai em kiểm tra lại cái giá rồi em up lên. Dạ mình chốt sao? Dạ Đà Nẵng là 15.000. Đà Nẵng trẻ mình mua chục bộ thật cũng từng nớ tiền thôi. Em thì em bán trên rất là ít. Thôi trẻ mình nếu mà chưa rõ các mẫu em sẽ up dần lên trang cá nhân cho dạ mình chọn nha. Up lên trang cá nhân chị em mình chọn cho nó phải. Mua đi, mua để dần cho dạ mình nhé. Mùa mưa á, vô mùa mưa giặt không kịp. So ra tính ra cả chưa tới 100.000 nguyên một bộ. Mà lại hàng đẹp nữa. Còn hàng đẹp chứ không phải hàng mỏng đâu. Vô mùa là em chạy trang, chạy đồ nhiều lắm. Nên là chị em cứ tranh thủ. Đừng ra ngồi mua, em nói thật sự một mã người ta lâu lâu mới có một khách vô đúng không? Ít nhất mã người ta nó lại được 30-40.000. Đó, còn Nguyên là kẹp quần áo, chủ yếu là kẹp quần áo thôi. Ok, nên là em bán trên rất là ít. Mỗi thứ ít là gom vô cái đơn nó có lãi thôi. Màu xanh đậm em chưa chắc nhé. Màu xanh đậm để em coi, rồi em chuyển qua. Đây nè, hàng nhà em thì cái này cũng vẫn sẵn nè. Đây là trang chống thấm, quên lộn, bọc chống thấm nè. Nhưng mà em nói thiệt giờ em không nhớ cái giá. Để em kiểm tra sổ. Hoa đậm ok, em kiểm tra lại sổ chứ giờ em không nhớ được cái giá này để em lên. Em sợ bị bán hối giá. Sợ cái này bị bán hối giá. Rồi em qua nhé. Chị nào mà chưa chốt được thì là chị em mình cứ vô trang cá nhân nha. Vô trang cá nhân đi. Là nó đủ các mẫu luôn cho chị em mình lựa. Đầu mua đến các số lượng. Cái này là em đi tặng gốc. Em làm tặng gốc không qua trung gia. Chống thấm nhưng mà giờ em nói là em không nhớ giá.
em làm tận gốc không qua trung gian đó, nên là chị em mình mua được giá gần như là sát gốc, đi tận gốc mà giá chay cho chị em mình ít, nên là chị em mình càng mua được gần như là giá sỉ luôn, gần như là giá sỉ luôn. Rồi cho Nguyên nha, qua đi chị em mình nha, ai chưa có thì có thể vô trang có nhân tham khảo em lên chị em mình quần áo luôn. Rồi cái này em còn được từng này con, tổng nốt cái mã này đi, hết mã rồi, hết mã này rồi. Chị ơi em nói giờ em không sổ sách em nhớ, tại vì cái này năm ngó rồi, để mai em up lên nha, chống thấm mai em up lên rồi chốt nha. Cái giờ em không nhớ cái giá mà giờ đi sọc lại cái giá đây này. Không có điều cho bác tầm lâm thế quá. Cái này chị em mình yên tâm đi, mua về dùng đi. Khách thì em toàn mua thêm không á, toàn mua thêm không á. Khách đặt em nói là riêng up lên xong cái tin nhắn nhảy lọn 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 ấy, nhưng mà nhà em không rep hết được tin nhắn này, chị em mới comment lên bài á. Nên nhiều khi á chị em mình ấy là chị em mình comment lên trên bài giùm em á. Rồi cái này em còn được mái cá cúc hạ mi à, để em kiểm tra thử cho em không. Trời cứ ghi kèm chăn đi, nếu có chăn thì em bỏ chăn, còn không mẫu nào cũng được, có chăn thì bỏ cho chị đủ đi, đi cho nó nguyên bộ cho nó đẹp. Chị coi chị bảo chị ghi là cái nào mà có chăn thì bỏ chị, em thấy toàn mã em lọc là mã đẹp không rồi. Không càng lên chị em mình càng lộn mắt ấy. Cái này em còn được mấy cái này, ba cái mẫu này em bán tặng nó luôn, bốn cái bra nhé, bra cái này em được 4 cái thôi, chắc đẹp lắm luôn. Thì là đi nguyên bộ cho nó đẹp thì là chị cứ mẫu nào cũng được, có chăn là bỏ cho chị bộ. Còn mã em lọc hết rồi mà, cho chị Quỳnh Nguyễn bộ có chăn kèm số ký đi, áo quần lộn kèm kích thước đi, lên bộ kèm chăn đi. Chị em mình yên tâm, em vẫn lọc cho khách cái nào đẹp trước. Em hay lắm, ví dụ như về hàng em thấy em hay like, em bóc cái hàng đẹp em like trước, kiểu là như thế. Cái này em còn được mấy cái, 4 cái bra form này chị em đi 60 vô tư nhé, giá em bán tặng luôn cho nó gọn luôn mã này. Cái này không có hàng nữa này, em đi nói chị em con này 35.000 đi, có 4 cái màu xanh bra nhá, giá này chuẩn giá dọn kho luôn nè, cho nó qua mẫu luôn, hết mẫu luôn á. Cái gì 10 giờ rồi hả, kinh rớt. Ba cái màu xanh đậm này, một cái màu xanh ngọc này, hai cái màu xanh ngọc này, một cái màu xám. Ok cho chị Quỳnh Nguyễn chắc có bra cho chị Trang Long này. Ok chị em mình cứ lên để bra này, bra này còn được mấy cái ta. Em không chắc, riêng cái mà cái có chăn thì em không chắc nha, riêng có chăn em không chắc đâu. Chị em mình ví dụ như dễ tính thì kêu là có cái mã nào có chăn thì bỏ thôi, chứ còn mà giờ mà đi ái hơi lâu. Bra này, bra chốt cho chị Bích Ngọc này. Chị Bích Ngọc này. Cho chị Trang Long này. Cho chị Ni Phạm này. Rồi ok nè, một chị nó like cho chị Trinh Trinh này. Rồi chuyển qua xanh ngọc luôn dùng Nguyên nhé, có 4 cái màu xanh đậm này thôi, cái hết rồi, cái này hết rồi, thì em đi luôn cho nó gọn. Còn hai cái màu xanh ngọc lên mà ra xanh ngọc, ôi thôi chết. Và ra xanh ngọc có hai cái, đi về lên like trẻ quá. Và ra xanh ngọc hai cái, và ra nâu một cái. Chị em mình lên màu cho em, cái này cho chị em mình chọn màu, cái này cho chị đào trang hai cái nhé, xanh rê em hết rồi. Chị đào trang hai cái, còn một cái xanh ngọc nữa là hết. Còn cái xanh ngọc nữa là hết nhé. Chị đào trang hai cái, còn một cái xanh ngọc thôi. Em đi luôn chị em mình làm 35.000. 35.000. Chị đào trang. Chị đào trang hai cái. Còn cái xanh ngọc nữa, chị nào lấy xanh ngọc, comment xanh ngọc luôn nữa được nè. Hết nha, còn một cái xanh ngọc nữa thôi, tính không có like, xanh ngọc thôi. Chị nào lấy xanh ngọc, comment xanh ngọc luôn vừa nhá. Xám em hết rồi. Cho nguyên xanh ngọc nha chị em mình ơi. Hết nâu luôn. Còn cái cuối cùng 35.000 chị em mình nghĩ đi. Cái này mang vừa đi tập, mang đi. Khách nhà em còn đang mang cái này mix với cái chăn váy, mix cái quần sung đi chơi nữa kia. Mang đi bơi, mặc nhà. Đó, không cần phải mang áo ngực, vì cái này có mốt ngực sẵn. Cái cuối cùng. Đây chị em mình con này 35.000. Chị nào lấy xanh, comment xanh luôn nữa được nhá. Xanh 35, còn đúng một cái duy nhất xanh ngọc cho chị Dung Thùy. Ok chị Dung Thùy, cái mã này là cái này. Ok chị Dung thì hết bra này nhé, hết bra. Ví dụ như trẻ mình còn lăng tăng, chị có thể vô trang cá nhân giùm em nhé, vô trang cá nhân coi mẫu giùm em nhé. Em đi trẻ mình hình như trên trang cá nhân em chưa up giá luôn, mà khách đã nhắn tin qua chốt chưa up giá luôn á, vì khách mua quen rồi, biết giá nhà em không bao giờ bị đắt, không bao giờ bị đắt, nên là chưa up giá, nhưng mà khách mua rồi, khách đặt quá chừng rồi. Rồi cái này em còn được mấy con áo nam,
áo nam, cái này còn được mấy con nè, size size 60. Bà ra xanh em hết rồi nhé, bà ra em hết luôn rồi đó chị. Em nói là con này em không biết là em chạy số lượng bao nhiêu cá đó, khách vẫn hỏi nhưng mà đang không có size, khách vẫn hỏi nhưng mà đang không có size, không có hàng, chắc là ngưng những cái này để ra mã mới rồi đấy, không có hàng những cái mã này nữa nhé. Size này size dưới 60 là ok, nam Hidoli hàng xịn nha. Con này em đi chị em 79k hàng con. Còn bên mã này là mã áo nam luôn nữa được nhá. Tụi nhiên đứng cái góc này để bóc hàng, cuối cùng là chưa lên được cái gì hết, xa đà cái bọc quá. Cho nguyên con này nhá, 79k hàng cái, hàng Hidoli hàng chuẩn nha, 79k hàng con. Chị nào lấy cái này, còn toàn bộ size dưới 60 lên mã áo nam. Con này chắc đẹp, con này chắc đẹp, hàng xịn mã hả, 79.000 con. Chưa bao giờ, em nói thật sự lúc em không, em đi chưa bán hàng nam, chưa bao giờ em nghĩ ra em bán con áo này mà dưới tiền trăm hết trơn, thiệt luôn, đúng chắc đẹp này, chưa bao giờ nghĩ ra dưới tiền trăm. Cho chị Nguyễn Văn Cát, chị nào lấy cái này lên mã áo nam luôn, dưới 60 là ok cho size M nhé, dưới 60 là ok cho size M. Chị nào lấy cái này lên mã áo nam 79k nhé, cho chị Nguyễn Văn Cát 79k. Chị nào lấy cái này lên mã áo nam luôn ok nhé, 79k hàng con. Rồi tiếp luôn này, cọc này là cọc lẻ em bán tặng luôn, cái này còn ít ít em bán tặng luôn cho nó gọn. Cái này là chắc mì ngố xịn, tương tác cho em nhé, chấm tương tác lên luôn dùng em dẹo mà thôi. Mì ngố, cái này là mì Hà Bin đấy, hàng này chị em mình mua rồi, chị em mình biết rồi này, mì ngố xịn nha. Size này chị em mình 548 đổ về là ok, cho nguyên mã ngố xịn đây luôn chị em mình. Con này 50.000, nhận hàng con này về dùng nguyên. Mì Hà Bin nó gần như là mua được mì đay đỏ, giống như là mì đay đỏ. Em còn cá này size 48kg, quần ngố luôn dùng nguyên nhé, 50.000, rẻ hơn một con quần ngố năng mông. Quần ngố năng mông em đang bán chị em mình 59.000 đúng không, đang chạy 59.000 đúng không, em đi chị em mình con này 50.000. Còn em mã ngố xịn luôn dùng ra được nhé, ngố xịn cho chị Trang Long. Rồi 50.000, hôm nay tự dưng bán giá này thôi, cái hàng em bán 79.000 đó, chị Trang Long, Trang Long 50.000, 50k. Rồi nha, tiếp luôn dùng nguyên con này. Size này là size 50. Tự nhiên bán giá này thôi, size 50. Áo nam chị Sương Hoàng Thu. Sương Hoàng Thu. Ok chị Sương Hoàng Thu này, 79.000. Rồi nha, còn một cái quần size 70. Áo qua lộn. Size 50. 50.000 luôn, size 50. Lên mã 50 luôn cho em nhé, cho nó dễ nhé chị ơi. Cái này em còn lẻ tẻ size rồi. Mì hàng mì Hà Bin, mì đay đỏ ấy, nhận hàng về cho em. Nó rẻ hơn, đang rẻ hơn một con quần năng mông. Đang rẻ hơn con quần năng mông. Chị em mình ra thì cứ lên ra đi, còn chị em mình đang còn lăn tăn thì vô trang cá nhân coi lại mẫu nhé. Vô trang cá nhân em có up sơ sơ mẫu, em chưa up hết mẫu. Nhớ nhá là đã có hàng rồi thôi. Em chưa up giá luôn ấy mà khách đặt quá chừng. Cái này còn cá em bán tặng. Quần đùi nam em đang không có chị ơi. Còn cá em bán tặng luôn chị em mình luôn. Size này chị em mình 50 đổ về. Sao không? 50-52 đổ về. Con này em đi chị em mình luôn 55k luôn. Còn em mã chân váy ở sau, sau chung của nó là có, đằng sau có chung cái này nè. Chắc cũng hết rồi chị. Nó lẻ tẻ thôi, nó lẻ tẻ thôi. Nhìn nè, lên mã chân váy luôn dùng ý. 50-52 đổ về, 55k luôn nha. Đằng sau có lưng thun 55k. Chị nào lấy mã chân váy, còn em mã chân váy 55 luôn nhớ được. Chạy quá thể thì dung cao, thì dung cao, cái này là đa số là hàng lẻ thì dung cao trong máy 55k. Rồi lên luôn những mã này công sở size 50, 55k thôi. À quên rồi, 55k chứ, 55k chứ. Chứ à, chứ dung cao nhưng mà 55k. Con này size lên luôn cho chị em mình luôn, size này dành cho chị em mình 50 đổ về, công sở 60.000 luôn. Hàng này em đi 79k, công sở dùng nguyên nhé, 60.000. Hàng này nguyên đang đi 79k, size 50 chị nào gọn lên 52. Cảm ơn mã công sở cho chị Nhanh Phan, cho chị Nhanh Phan. Trăng hoa cúc 1m4, bộ trăng luôn hả, bộ trăng ra luôn hả, để em coi nhé. Cái này cho chị Nhanh Phan 60.000 nè, Nhanh Phan 60.000. Cái này hàng còn lẻ tại em xả lỗ, còn lẻ tại em xả lỗ đấy. Rồi tiếp luôn dùng nguyên con nè. Ok chị Nhanh Phan có rồi. Mã này là mã gì ta, mã gặp like, size 50 luôn ấy. Trên trang cá nhân em up có up mà sao ta, trang cá nhân có hết á nè. Comment mã này em đi luôn chị em mình luôn nè, comment mã gặp like 60.000 luôn.
đẹp, con này đẹp nhưng mà size này size 50. Size 50 nhá. Ok, không có chân cũng được. Comment cái nào mà có chân thì em sẽ, còn không có chân thôi. Comment mã này là mã gặp like dùng Nguyên nhá, size 50. Đây luôn trẻ mình con này 60.000. Gặp like size 50 60.000, thì nào lấy gặp like, comment mã gặp like. Size là size 50, gặp like cho Mỹ Thục Nguyễn. Mỹ Thục Nguyễn. Mỹ Thục Nguyễn. Quần mì tomboy. Size 50. 79 cao luôn. Mì dáng boy nhá. Con này là mì dáng boy nha chị em mình ơi. Nhìn phong quần size này chị em mình thấy. Mì dáng boy con này đi 79k size 50. 50 52 được. Nha, con này chắc nè miên man mỹ mãn rồi. Em chạy quần quần mì quanh năm. Tiên quần mì thì em chạy quanh năm. Trong nguyên mã mì 6 chị áo lộn 79k. 79k đúng chuẩn mì Hà Mì này là hết chạy 125.000. Đúng chuẩn mì này, cái mã này nó còn. Cái này hết rồi. Cái này size gặp lại em hết rồi. Size 52 đổ về. Lên mã công sở 65 luôn. Size này 52 đổ về nha chị em mình ơi. Lên mã công sở 65, size 52 đổ về, nghe rõ số ký luôn dùm em. 52 đổ về. Chốt luôn dùm Nguyên nhá. 65k luôn. 52 đổ về, con này đẹp, con này hết mẫu rồi. Con này sạch cái mã này rồi. Nha, ai lấy cái này lên luôn dùm mã này nè. Còn mấy mã công sở 52 đổ về và em đi chị em 65.000. Gặp like em hết rồi chị ơi. Hết cái mã gặp like rồi. Rồi tiếp cái này em còn được 1x. Em đi gọn luôn chị em. Thấy không? Con sở cho nhanh pha. Con quần này lẻ tẻ này em đi hết. Gọn kho luôn cho chị em mình cái mã quần riêng này luôn. Giá này giá bán tặng luôn nha. Đây là chị em mình tranh thủ. Còn size dưới 50. 50 đổ về. Hàng 1 bánh à, hàng 235.000. Giá của nó đúng ra là 235.000. Em còn mỗi size này là size 50. Size 50 nhá, quần riêng. Size 50. Em đi chị em con này 79k luôn. Size M. Chị nào gọn lên 52. Quần boy em hết rồi á chị Thu Lan ơi. Cái này rất mẫu loạn cái thôi. Comment mã này là 79k, chị em mình nghe rõ cái giá luôn dùng Nguyên. Nè. Còn rớt lại cái này bữa hôm bữa là em về là 380 hàng. Giờ còn tầm khoảng 2 đến 30 con thôi. Nha chị nào lấy cái này. Hấp đi thì là sắp có hàng rồi. Sắp có hàng rồi, chờ em. Nha, em chạy hàng xịn luôn. Ring 79 cho Nguyễn Thạch. 79k con này luôn. Xe cho nó gọn nhá. Hết màu đậm màu đồ rồi, còn cho chị là Nguyễn Thanh luôn. Size M nha. Ôi cái này size L mất tiêu rồi. Lộn. Đây cho chị Nguyễn Thanh luôn. Nguyễn Thạch rồi Nguyễn Thanh này. Rồi nè, còn size 52 này, cho size L này. Cho chị anh chàng size M luôn. Anh chàng size M này. Cho chị Hoàng Phương. Hết size M rồi chị Hoàng Phương. Hết size M rồi. Lên size L đi 52kg giùm em nhé. Size L chị Vũ Trần. L Vũ Trần còn size L 52 đổ về. Nha chị em mình lên đúng L luôn dùng là ok. Lên đúng mã là L. Chị Anh Trần L à. Thế hồi nãy của chị Anh Trần bỏ qua cho chị khác đi. Cho chị Anh Trần. Còn một cái size L nhé. Chị nào lấy size L lên size L 79k con luôn. Ừ. Chốt chuẩn cho em nha. Đừng đổi qua đổi về giùm em nha. Còn cái size M lúc nãy chị nào chưa có xong. Người có người không mất công lắm. Cho Nguyên còn cái này nữa thôi. Chị em mình cứ sợt đi. Hàng này là hàng 235.000 đó. Người ta đang chạy nha. Còn cái size L quần dài chị ơi. Còn cái size L chị Vũ Trang có rồi. Còn một cái size L bỏ hồi nãy, cái nãy cho chị Trần Thị Nhung kìa. Chị Trần Thị Nhung size gì? Size L nhưng mà tầm khoảng 52 đổ về thôi, quần dài á chị ơi. Không, 52 thôi chị Vũ Trang. Chị em mình nghe rõ số ký cho em. Cho chị Linh Lê bỏ của chị Vũ Trang qua đi. Có quần trăm nhưng mà cái này em đang không có hàng. Có quần trăm em mới đứng tự tin như thế này chứ. Còn size L thôi. Còn mỗi size L thôi. Cái này size 55 nè. Được 3 cái size 55 nè. 79k luôn. Giá này cuối tuần lại bán tặng luôn ấy. Hết rồi. Những cái đầu tiên là có lãi. Còn giờ cái này không dài lắm đâu chị. Những cái này em xả lỗ. Áo quên đi vốn. Đi vốn like không công. Còn áo lên lỗ không em dạy em không à. Size 55 đổ về. Nhìn con quần. Nhìn con quần luôn chị Nguyên này. Cho Nguyên mã đậm có 4 cái thôi. Size 55 đổ về nhé. Comment mã đậm 4 cái. Size 55 đổ về. Size XL nhưng mà 55 đổ về thôi. Em đi luôn chị em mình con này 79k. 300 mấy cái đào thì em lãi. 20-30 cái sau này là em bán gì em mình bay vốn luôn. Nha, coi như cái này em like không công đây nè. Đó, chị nào lấy cái này đi chị em mình 79k hàng con nhé. Chị nào lấy màu đậm lên luôn nhờ được. Đậm nhé chị Linh lên cái. Cho chị Vũ Trần cái. Trăng váy em mặc. Em bán 69k vậy. Giờ hết rồi, cho hai cái gì ti ti. Hai cái gì ti ti.
nhưng mà giờ không còn, còn nhưng không biết góc nào chứ không phải không còn. Thì ti ti hai cái nữa là hết, ti ti hai cái nữa là hết. Em đứng em khui luôn cái góc này luôn cho nó gọn, cái góc này thấy quần quá chừng là quần rồi nhá. Đậm size, đậm size 52, đậm size 52, đậm size L. Chị Vũ Trăng chị chốt chị tùm lum á, chị lên đúng cho em với chứ không nó lộn hàng hết đó chị nghe. 55 kg, hồi nãy là size L chứ size L đâu có vừa. XL nhưng mà hết XL rồi, ý là Vũ Trăng được rồi đó, mà size XL chứ không phải size L nha. Rồi trong nguyên con này 52 đổ về, màu đậm có 1 cái, có 1 cái size L thôi, đợi có 1 cái thôi. Cho lên TT. TT à, đậm XL em hết rồi. Cái này còn có 3 cái size dưới 50. Nguyên nói thật sự là nguyên 52 cứ vẫn đang mang cái size này, nhưng mà em chốt cho nó thông thả vì cái hàng này nó không giảm nhiều. Để chăn váy cho chị, em không biết còn size còn hàng không đâu chị ơi, em không nhận đơn. Em không rõ là còn hàng hay không nên em không nhận đơn ấy. Nè, cái này em muốn còn tác em ớt nè, hàng nhà em mới lo ra nhưng không biết là vì trong này còn trong hàng lộn xộn ấy, còn trong hàng lộn xộn chứ không phải là chăn váy này của em đâu, còn trong hàng lộn xộn là em bóc ra nè, đã tan cái. Rồi còn cái này size S, size trẻ mình 50, dưới 50 là ok nha. Trong nguyên S, XL em hết rồi, hết rồi chị Đào Trang ơi, hết luôn rồi. Comment mã này là mã S luôn, dùng là ok. Em đi chị em 79k hàng con, giá bán tặng nha. Đây là cuối tuần là chị em mình hai săn được hàng sale lắm. Đấy, à lấy cái này lên luôn dùng nguyên này. Comment mã đậm còn mấy con nữa thôi, 79k chị em mình nghĩ ra mua con này. Một là mình mang được, hai chị em mình mua về cho con gái lớn cũng ok. Mua về cho con gái lớn mang vẫn ok. Em còn được 4 cái nha. Chị nào lấy màu đậm size S, size dưới 50 chị em mình mua về cho con gái là tầm không có size 57 em hết hàng rồi, hết hàng rồi. Còn cái này size dưới 50 hoặc là 50, nguyên 52 cái nguyên vẫn đang mang size này nha. Nên là chị em mình để em chốt cho nó thông thả vì hàng này không có giảm nhiều, nên là chốt đến 50 kg đổ về thôi. Trong 4 cái màu đậm size S 79k con, giá siêu rẻ, tự tin không nhà nào bán được giá này, mà không nhà nào đi nhập ra giá này luôn. Hàng này dễ mình để không nhà nào nhập ra được giá này luôn. Cái này có 1 cái, mã này là mã 95. Mã 95 hay 105k đi ta. Con này lên mã sung, size 52. Sung size 52 có 1 cái. Trong mã này loại mã 105. Em đi chị mình con này 95k, có 1 cái. Size 52 chị nào gọn lên 55 cho size M. Ấy cho chị Nguyễn Sung, ấy cho chị Nguyễn Sung. Con này 52 gọn lên 55 cho size M nhá. Được chưa, chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên mã này là mã sung có 1 cái gì ti ti. Con này ghi lên 95k lên đi cả. Ghi luôn 95k lên. Còn cái gì ti ti 95. Rồi cái này màu đậm, ở đây còn cái màu đậm size XL này. Đậm size S cho chị Nguyễn Thạch. Đậm size S chị Nguyễn Thạch. Còn cái nào nãy chị nào chưa có để nước lên cái size XL từ giờ chờ xíu. Nước lên chị nào nó để. Đây cái này cho chị Đào Trang cái này. Chị Đào Trang cái này 79k. Đào, chị Đào Trang được một cái, chị Đào Trang nha. Được một cái này, 79k Đào Trang, size XL. Chị Đào Trang. Chị Đào Trang, hàng nhà em thì vô vàng. Hàng nhiều lắm luôn. Từ trong ra ngoài, từ ngoài vô trong. Đậm này size L bỏ gì ti ti thêm cái này. Ti ti thêm cái này. Rồi đậm size L còn thì chị em 52 đổ về. Còn 3 cái đậm size L. Mã sung em hết rồi. Hết size XL luôn rồi đó chị. Còn 3 cái size L nhá. Chị nào lấy đậm size L còn 3 cái. Rẻ đẹp. Rẻ đẹp, chị em mình nhận hàng về coi. Nhận hàng về coi. Nè. Làm sao mà mua con này được 79.000, em nói 89.000 giá giật mình rồi. Để cái giá 235.000 không biết sale bao giờ mới bằng cái giá nhà Nguyên. Nguyên nói thật sự người ta đang chạy 235.000 đấy. Không biết chờ sale đến bao giờ mới bằng cái giá nhà Nguyên chạy này. Được chưa, chị nào lấy cái này lên luôn dùng mã này. Size L. Size 52 đổ về chị em cho ok. Đẹp lắm luôn nha, trong nguyên L luôn dùng là được. Em không chắc đâu nha, riêng chăn váy không chắc, để ngày mai chốt đơn gì đòi chăn váy không có em không trả đâu nha. Có thì em bóc hết thôi nha. Đó, chứ không ngày mai đến lúc chốt đơn phải có, phải có chăn váy cho chị, không đi đơn là mệt người luôn. Cho chị Anna Nguyễn nè. Anna Nguyễn cái nè, cho chị Hoàng. Hoàng Anh lên thông tin trên like cho em. 52 đổ về. Hoàng Anh nè, cho chị Nguyễn Hương luôn, 79.000 gọn luôn. Còn cái gì sale cái đó. Hai con này em sale luôn chị em mình luôn là hết luôn size L nha, còn size S thôi. Hai con này em đi chị em 19k luôn.
19k nghe rõ luôn chị Nguyên. Nhưng mà size nhỏ, size này 48 đổ về, lên mã theo 19k được 2 con. Theo 19k được 2 con nhé. Ai lấy theo 19 comment mã theo 19k luôn, được 2 con theo 19 nha. Đó, chị nào lấy theo 19 chốt theo 19. Chị những thương khách mới hay cũ lên địa chỉ luôn trên like cho em với. Cái này 48 đổ về. Một là chị em mình nhỏ con, hai chị em mình mua về cho con gái nó tầm 40-42kg. Có cho nó những cái này. Còn bộ mic kênh nè, mic kênh theo nhé. Ok chị, còn 2 con, lên mã 19 xanh. 19 xanh có 2 con cho chị Ni Phạm. Con này tặng 39k nãy chị nào chưa có này. Cái này size 55. Tặng kaki 39 và size 55 nhé. Ai lấy kaki 39 size 55 đổ về là chị em cho ok. Chị nào lấy kaki 39 theo chị dung cao luôn. Dung cao. Kaki này 39 nghìn. Xanh hết rồi chị ơi. Chị ơi nhà em chị để này, nếu mà chốt đơn nhà em sẽ nhắn tin qua trong tin nhắn. Chúng ta trong tin nhắn sẽ có tin nhắn nhà em chốt đơn ấy. Kê những cái mã chị chốt được luôn. Hãy theo 19 là chị nha, comment mã này là mã kaki. Kaki 39 nghìn. Ok chị, kaki 39, ai lấy kaki 39 comment kê kaki 39 cao luôn. Kaki 39 nhung lê. Em sale tắt tăng tặc tức tụt tục luôn. Thứ ít ít nè, sale hết. Heo hết rồi nha. Không thương tiếc, trời trong okay, con xỉ. Ok, chúc mai chốt đơn nó thấy nguyên phụ nha. Size 50 được 2 con. Size 50 được 2 con và size hàng mì hàng nha. Đi chạy mình nhịn quần. Mì hàng không chạy mì lê mì pha nhá. Size 50. Thế. Nó bò bò. Con này size 50 mì hàng xịn nha. Được 2 con. Comment mã đùi luôn dùng nguyên. Con này em đi chị anh 45.000. Size 50 nhá. Các cây hết rồi nha. Đùi 45 chạy mì hàng nha. Các cây em hết rồi. Comment mã mì đùi luôn dùng nguyên nhá. 45.000 con này. Lưng thun nhá. Hàng này hàng xịn. Chắc của nó là chất ô mì hàng. Đó, được 2 con. Chị nào lấy mã đùi 45.000 mua con này. Chị nào lấy đùi 45 mì hàng chứ không phải là chất có tông nhé. Có tông thì em chạy cho em mình rẻ hơn nhiều rồi. Mì hàng đấy, cái này còn rất là ui nè nè. Toàn hàng tàu, con này size 55 đổ về, size 55 đổ về nhé. Toàn hàng xịn, nhận hàng những con này về cho chị em mình kiểm tra hàng luôn, phải không sướng thì thôi luôn. Size 55 đổ về, comment mã đùi XL nhé. 45k chút mã XL luôn dù ok, còn được mấy con thôi. XL nhé, toàn hàng XL là 55 đổ về, còn con hồi nãy là size 50 đổ về chị em chúc đẹp nha. Ai lấy XL comment XL. 45k, 45k toàn mẫu đẹp không. Chị nào lấy cái này lên mã đùi chắc mì hàng nhá. 45k cái này chị em mình không chốt tiếc, đảm bảo tiếc. Con này có tông này, chị em mình thấy khác không, thấy khác không? Như nhiều chỗ người ta like người ta không không nói rõ luôn cho chị em mình, hoặc là người ta nói u mì chị em không chịu hàng. Riêng hàng có tông thì nó rẻ hơn nhiều. Con này em bán tặng chị em 19.000, có tông nhưng mà có tông tàu ấy. Em đi 19k con này luôn, size 50. Hàng này cốt tông nè, em lai rõ luôn kìa mình nè. Cái này là cốt tông. Sale 19k size 50 nha. Chị nào lấy cốt tông sale 19k size 50. Hàng cốt tông thì bình thường là em đi chị em mình là 35.000. Cốt tông ấy cho Lê Phạm Bích Hàng. Sao không phải? À cái nói đúng rồi. Nút nè. Đây đây cái này nè. Cái này nè, cái này nè. Cái này. Cái này. Còn cái đó cho chị anh Trần. Nút mà. Nút rồi nhá, cho chị anh Trần cái này toàn đáp này, toàn đáp này, toàn đáp này, cho chị anh Trần cái. Rồi nhá, chị nào lấy 45 chắc nó đã. Chị mình mang hàng nó sẽ không bị xù lông, không bị cắn chỉ nha, không xù lông, không cắn chỉ. Hàng này là mì hàng size 55 đổ về, toàn hàng tàu. Để chị mình hàng hai tát này, nó xịn sò không phải hàng sổm sổm đâu đó. Ai lấy cái này nữa lên luôn dùng nhá, có tông bỏ xuống rồi đúng không. Rồi còn mì size 55 đổ về, 55 đổ về nha. Ai lấy cái này 45k hết luôn ấy, cho nó gọn. Chị nào lấy cái này, còn toàn bộ size 55 đổ về, toàn bộ size 55 đổ về nhá. Chị nào lấy 55 đổ về, cái này cũng mì luôn. Chào 45.000 mà đứng đây là phí hà. Rồi cột cái này lại sao, cột cái mì hàng lại chung bỏ riêng trong hàng mì hàng. 45.000 cái, tương tác giùm em nhé, tương tác luôn giùm em. Cái này là cọc, này là cọc hả? Chị nào mà nhận hàng con này về rồi phong 60, phong 60 còn đấy không chị em mình ơi. Để lên tiếp nhé, cả trăm chị coi like mà không thấy tương tác này. 45.000 mà không đứng đơ à, tiếp thế mà không phải có phải nước đâu. Đấy không có tông, em không có nữa. Cái gì mà có phải nước đâu, có nước đâu, có tông em không có. Trung niên chị ơi, cái này em còn được một ri nè. Trong nguyên mã này là mã cao cấp dùng nguyên nhé, cao cấp luôn dùng nguyên nhé. Hàng hãng dùng nguyên như chị em mình thôi.
Con này là xịn sò, hàng hãng nha. Nhưng mà em nói thật sự đi, để đây cái giá này là bằng chị em mình đi mua hàng thường thôi. Nó đang mặc hôm bữa em bán mấy tiền, 8-9 nghìn, không còn cái nào hết. Chừa lại được cái mang thế là rồi. Rồi lên luôn, dùng nguyên con này, lên mã xịn luôn, dùng nguyên nhá. Lưng thun 3 size SM lợi chị em lấy 60. Con này em đi chị em 105 nghìn. 105 nghìn nhá. Hàng hãng nha chị em mình ơi, hàng này 201-202 nghìn thôi. Đó chị em mình cứ sờ cái hàng hãng này ra là chị em mình biết này. Toàn hàng 201-202 nghìn cái. Cho một con riêng hãng này, em đi luôn chị em mình mà giá này là 105 nghìn. Chị em mình đừng so sánh hàng thường nhé, vì hàng thường em cũng có hả. Mỗi khi em chỉ đi chị em mình 5969k cho một con quần riêng có tông. Riêng mà riêng có tông, riêng giãn, riêng mềm ấy, đi 5969k. Đó, còn cái này là hàng hãng nhé. Đài size, cái này em còn một riêng đài size nhá, SM lợi chị em lấy 60. Đổ về là mang ok. Mua những con này về mang cho nó sướng nhé. 105 nghìn. Em còn một ri cho cái mã này. Chị nào lấy cái này lên mã xịn luôn nhỏ được nhé. 105 nghìn. Xe lợi chị Thúy Nga Đòn. Xe lợi chị Thúy Nga Đòn. Rồi nhá, chị nào lấy xịn comment luôn dùng cái xịn. Còn SM 105 nghìn. Xịn còn SM 105 nhé. Có cái bộ này đẹp quá nè, này đẹp quá chị đấy, chị treo lên. Chị nói xịn cho Nguyên nhé, hết size L rồi, còn SM thôi. Hoặc là lấy mã khác nhé chị ơi, hoặc là lấy mã khác nhé, cái mã nó hết rồi. Còn V2 đi chứ, à đây size L còn mẫu này. Thì Dương thấy bóc cái bộ thái nó quay cho sao. Còn mẫu này nè chị Dương thấy bộ thái trắng ở giữa kìa, bộ nó đẹp quá kìa. Ai treo lên nè, cái này theo xíu thôi, chị Dương thấy lái chốt nhé. Cái này thì y mã đó mà theo thêm xíu nữa nè. Sao chị nào 60kg trời ơi trời. Sao ai cũng 60kg hết vậy. Nè. Đó, chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên nè. Comment lên luôn dùng nguyên cái này. Trong cái mã này là mã theo size L, size chị em lấy 60. Nhớ luôn dùng là riêng hãng nhé. Còn bình thường em chạy 69k. Nhiều lắm, mà năm toàn 69.000, 79.000. Năm nay cũng có. Nhưng mà cái này là riêng này là dòng hàng hãng nhé chị em mà nó. Chị nào lấy cái đó lên luôn dùng nguyên nhá. Xịn theo. Xịn theo. Theo luôn, hiểu thấy Nga Đòn luôn rồi. Size S chị em mình tầm khoảng 52-55. Đẹp lắm. Em phải hai con hai kiểu rồi. 105 nghìn. 105 nghìn. Còn cái này xem lộn. Cái này đang còn lộn xộn lắm. Mấy con SML 3 size. Cái này chị Dương thấy luôn. Chị Dương thấy luôn. Cái này chị Dương thấy nè. CM chị Bích Ngọc. CS chị Bích Ngọc, S là 52, gọn 55 vẫn được nhá. CS mới vừa thấy luôn. Ủa mới vừa thấy CS mà. Coi dưới này có CS không sao? Ấy là chị Bích Ngọc. Cái áo đang mang hết rồi chị ơi, em không chốt cái này. Nhưng mà riêng những khách mà cứ chốt mà đi đến lúc chốt 2-3 món, đến lúc chốt đơn mà bỏ ra cái này bỏ ra cái kia không chốt nữa nhé. Sau mua mấy món xong lọc đi lọc tới thì lắp có theo hay không, theo hay trơn đấy, trơn à. Thế thì những cái này đi, cái này chị Bích Ngọc đây nè, kiểm tra lại cái mã này theo hay trơn đây. 105 nghìn, mua những con này về ba xứng đời nha. 105 nghìn, đúng cái này cho chị Bích Ngọc. Ok. Đây, cách xây mời, có xây mời. Mùi đang đẹp quá treo lên. Mã này 95 nghìn. Lên mã cô ta luôn dùng là được nhá. Hôm nay chị em 60-62 vô tư. Ok. Đường cái là cái này vừa giãn mà lưng của nó lưng thun mà. Comment mã này cho nguyên mã bộ cô ta, bộ thun thái. Cái này toàn theo hết nè. Hôm nay chị em 60-62 vô tư nhá. Em đeo luôn chị em mình bộ này 95 nghìn. Bộ này đẹp quá nè. Đó, chốt nhanh cái bộ này đi. Cái này đâu được còn sót được bộ đẹp treo mẫu lên á. Chị nào lấy cái này em thấy đẹp, em hay bóc em lai trước lắm. Comment mã này là mã cute luôn dùng nhá. Bộ thun thái xịn 95 nghìn. Chị nào lấy thái xịn 95 luôn dùng là được nhá. Thái xịn 95. Chị nào lấy thái xịn 95 lên luôn dùng đi. Còn còn mấy cái áo trung tuổi nè. Trung tuổi hàng đá trung tuổi nha. Hàng này hàng Quảng Châu nhá. Nó trung tuổi nhưng mà chị em mình tầm khoảng 40 tuổi đã mang được những con này đẹp rồi. Thiệt luôn. Tầm 40 tuổi đã mang được những con này đẹp luôn, size 60. Size 60 nhá. Ôi cái bộ đó đẹp khách không chú à.
Trung tuổi nha, tầm 40kg là được rồi chứ không đợi trung tuổi. Những con này lên sang lắm. Hàng Quảng Châu nhé, nè nè, nhìn hàng Lương Dường Nguyên nè, size 60 52kg à, được. Nhập Vũ Phan, con này đẹp, nó không có cái size nhỏ, không mang thử cho chị em mình coi. Em mang thử cho chị em mình cái size nhỏ, chị em mình dồn nhé. Cái này thì kiểu nó tương tự. Chờ em xíu nha, mang thử cho chị em mình xem con này. Nó đẹp lắm, không đợi phải trung tuổi đâu. Chị hai cái mà hai kiểu nữa nhé. Cái gì? À. Đồ. Cái quần hả? Một trang một theo là ok, kiếm một đồng. Cái này không có đợi phải là lớn tuổi mới mang, nhưng mình mang cũng được nha. Chị nào tầm 40 tuổi đã mang những con này đẹp rồi. Cái này em đi nói luôn, chạy mình 55.000 cái luôn. Cái này hot girl mang nhiều, bán nhiều, nhưng mà toàn hàng bán chạy mình 101-102.000 cái hết nè, chắc nè. Nó không bị mỏng nhá, nhìn nè, hai lớp nha, không bị mỏng nhá chị em mình nha. Em đi luôn chị em mình con này giá chị em mình 55.000 cái. Cái này có các kiểu chữ, chị em mình chỉ cần lên số ký luôn dùng ok. 60kg đổ về là có sai, các kiểu chữ nhá. Thôi chị em mình không chọn nhá, các kiểu này nè. Đó, có cái vợt như này, có cái chữ này, có cái chữ kia. Em đi hết chị em mình 55.000 cái. Thì nào lấy cái này lên mã chữ luôn dùng ra được nhá. Nha, hoặc là lên mã đá luôn vô được. Em đi luôn chị em mình là 55.000 cái. Đây, nguyên đang cái này nó đang có 1X, 2X, 3X, nhưng mà hàng này nó giãn như này nè. Toàn bộ hàng giãn như thế này hết nè. Nó co giãn theo form đấy. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng mã này là 55 kèm số ký luôn dùng ra được. Chốt mã 55 lên kèm số ký luôn dùng là ok. Cái chị Vũ Hiền cái nè. Lên size 3X, cái này không chọn nhé. 3X, còn cái Nguyên đang mang là size 1X. Được chưa? 55.000 cái, rẻ quá luôn. Chọn size cho em nhé. Và lên không lọc lại nữa. Em nói trước nè, mua hàng lên nhà lấy không lọc mẫu. Lọc bỏ lại là em không chốt đơn nữa. Nha, em nhắc trước ấy. 55k này. Rồi nhá, chị nào lấy cái này lên kèm số ký luôn dùng nguyên. Có size 1X, 2X, 3X. Như 1X này chị em mình dưới 52 cái hoặc 55 cái chị em mình vẫn mang ok. Nha, size 2 chị em mình 55, 57, size 3 chị em mình 60. Size 3 chị em mình đi 60. Size cho chị Linh Lê cái này. Cho chị Linh Lê kính cái này. 55k hàng Quảng Châu. Còn hai chị nó em ghi lại chứ giờ chưa có size đâu. Sang sang có một cái size 30, quên lộn, size 60 lên. Cho sang sang. Sang sang. Cho bà xã tờ giấy với 55k. Mình ghi cho chị Nguyễn Hiền Lương với lại size 60. Size 60 cho chị Nguyễn Thị Hoàn. Nguyễn Thị Hoàn. Cho chị Nguyễn Hiền Lương với lại chị Lưu Bảo Lan size 2 này. Đó. Nguyễn Hiền Lương. Lưu Bảo Lan. Size 2X này. Rồi ok, chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên nhé. Không thấy chị Nguyễn Thạch xe 55k. Không thấy chị Nguyễn Thạch comment cái gì hết. Chị lấy cái gì comment lại giùm em với. Rồi nhá, ai lấy cái này nữa lên luôn dùng nguyên mã này là mã trung niên luôn dùng là được. Cái này em còn mấy cái, coi sai gì em bán tặng luôn chị em mình luôn. Nha, lên mã hai mã nên luôn ngưng nhá, vì tối nay lên trễ quá. Tối nay lên trễ, bình thường là 7:30 lên rồi. Cái này em còn sai này. Nữ mang ok luôn. Hàng này là hàng cặp nam nữ, nhưng mà con này còn size này là size nữ mang. Cho chị Nguyễn Thạch cái 48 chứ. Đừng về kêu là size sau lấy size 1X nha, vì cái này 1X nhỏ nhất nha. 1X là nhỏ nhất. Cho chị Nguyễn Thạch. 1X là nhỏ nhất, 1X, 2X, 2X, 3X nhá. Cho chị Nguyễn Thạch. 55.000. Rẻ quá chị ơi. 55.000. Rồi con này. Cái này em còn được mấy cái. Cái này nam mang được, nữ mang được luôn. Cho chị em mình tầm 55 đổ về. Nói chung là 55 đổ về là chốt được. Cái này em còn size nhỏ nhỏ. Em bán tặng nó luôn chị em mình con này luôn. Hàng này em đang sale 79 hay 75 gì đó. 79 hay 75 gì đấy. Em đi luôn chị em mình con này, giá lên chị em mình là 60.000 luôn. Nữ mình mang ok luôn nha. Nữ nam gì cái này, tại vì là hàng này cả nam cả nữ đều mang chung được hết. Em mang thử luôn chị em mình dùng phô.
cứ sang 55 độ về thì em cho ok. Chỉ duy nhất cái like này thôi nha chị em mình nhá. Còn bình thường em vẫn chạy sale là 75.000 một cái. Chị đây, lưu ý luôn dùng em nha, cái này em chỉ sale trên like thôi. Chị em mình chốt là chốt trên like thôi. 55 độ về. Thì đây. Ba hả? Size 55 độ về nha. Cái này là polo mắt chim nha chị em mình ơi. Nó mềm cực mềm. Nữ mang được, nam mang được ok luôn. Em đi luôn chị em này. Cho cô Hà hai cái áo chữ. Size gì cô Hà ơi? Con này đi 60.000 chị em mình nghĩ đi, rẻ không? Đẹp lắm luôn ấy, phải polo mắt chim đẹp lắm luôn. Trời trang long cái này. Cô Hà lấy size mấy ký mã chữ? Trời trang long cái này. 60.000 giá này em chỉ sale online nhá. Em đang sale 75.000 đó. Cho sang sang cái này. 60.000 luôn. Đó, giá này giá bán tặng trên live thôi. Cô Hà lấy cái mã áo đó bao nhiêu ký lên luôn dùng con với. Cho chị Huỳnh Hồng Nhung cá. Cho chị Huỳnh Hồng Nhung cá luôn. 60.000, cái máy cả ngày này không in được. Phải ghi hết. Huỳnh Hồng Nhung 70. Rồi, ai chưa có cái này nữa chốt luôn dùng nguyên. Giá sale trên live thôi, còn bình thường chốt đơn chị em mình nó bỏ thêm giờ chị em mình chốt cái. Ngày mai chốt thêm cái em vẫn tính giá 75.000. Lưu ý nha, giá này chỉ áp dụng trên live. Bán tặng trên live thôi. Đó, còn cứ mua thêm kiểu gì đó, cũng là giá 75.000 cái. Nha, lưu ý đấy. Được chưa, chị nào chưa có lên luôn dùng em. Tiếp cái này em còn được mấy cái nè. Chị Hoàng ăn cái. Chị Hoàng ăn cái nè. Cô Hà nãy không lấy số ký không, chưa lấy size đâu nha. Cho chị Hoàng ăn. Hoàng ăn 70 này. Cô hai cá xây 2X cho cô Hà, cho chị Linh vườn cái nè. Linh vườn cái nè. Nam ăn được, nữ mang được, quan cặp được luôn. 60.000 thôi. Ok. Cho cô Hà hai cái áo chữ size 2. Hai cái còn lấy hai chữ khác nhau nhé. Cho cô Lục Bích Hà, Lục Bích Hà. Này. Hắn cũng đứa thôi chứ không có họa tiết chữ này, chữ kia. Ví dụ như chị lấy hai cái sẽ bóc hai cái kiểu chữ khác nhau. Chứ còn không em không like được từng chữ được thì chữ nó na ná giống nhau chị. Rồi cái khăn này em còn được máy xét nè, khăn này còn được máy xét em lên luôn. Giờ một mình rồi bắt đầu đổ biến like vùng nó vậy. Cái khăn này em còn máy, ôi cái mã chữ này hồi nãy em còn được máy tái nữa nè. Có mã kiểu này nè, mã kiểu shop này size 50-52 đổ về còn được máy cái em lên luôn. Chị Linh Vương có rồi đấy, chị Linh Vương nè. Mã shop kiểu này em còn được máy cái cổ vung size 52, phải hàng này em đi 69-59k ta, 69-59k này. Size 52 đổ về ok một cái thôi. Ok cô, một cái size 2 rồi. Ok cô, cái này lên mã này, mã kiểu cái này cũng bán tặng luôn phải không. Hàng sốt kiểu này em bán 69k. Chị em mình mua rồi 59k, 69k bữa giờ quay. Sốt kiểu nhá, size 50-52 đổ về. Em bán tặng gọn luôn nha. Lên mã kiểu luôn dùng nguyên. Con này em đi chị em 40.000 luôn. Lỗ. Mà lỗ nhiều nữa. Nha, nhưng mà hết rồi. Kệ hết. Còn ít ít em đẩy luôn. Thứ cái là em đẩy luôn. 40.000 con này, sốt kiểu nhá, nhưng mà size 50-52 đổ về thôi. Áo sốt kiểu những cái năm này là hot như cái kiểu vải này nè. Cả váy cả áo là hot những cái vải như thế này nè. Đó, em chốt luôn chị em mình con này 40.000. Chị nào lấy cái này lên mã shop đen. Shop nu nè, shop trắng nhưng mà toàn size nhỏ thôi nhé. Đen, nu, trắng, ba tông màu. Đi chị em mình con này 40.000 luôn. Chị nào lấy màu nào comment màu đó luôn dùng nhé. Con này nó thật sự giá siêu siêu rẻ. Siêu siêu rẻ nhá. Chị nào lấy cái này lên mã kiểu cây màu cho em đi ở ba tông màu. Ba tông màu. Riêng cái màu sữa này còn con cái, màu nâu còn hai cái và toàn bộ màu đen. Giá bán tặng chị đi trên like nha. Ai thích cái này lên luôn dùng mã kiểu kèm màu luôn dùng em là được nha. Giá bán tặng chị đi cái giá này trên like thôi. Chị nào lấy cái này comment mã này là mã shop kèm màu nâu với trắng cho mỹ thuật Nguyễn. Mấy trắng là màu sữa còn nâu với đen thôi 40.000.
còn đen với nu thôi nha. Cái này cho Mỹ Thục Nguyễn. Đen cho chị Huỳnh Hồng Nhung. Cho chị Huỳnh Hồng Nhung 40k thôi. Ok 40k này. Cho chị Nhanh Phan đen. Nâu chị Trinh Tà Rinh này. Nhanh Phan 40k này. Nâu chị Trinh Tà Rinh. Còn màu đen thôi nhá. Còn màu đen thôi. Chị nào lấy cái này lên nhanh ta. Không quá rẻ luôn. 59 hay 69 nghìn gì đấy. Giá này là lên gọn thôi. Còn mấy cái màu đen mỗi chị con luôn dùng em. Bây giờ đi nhập ra được giá này. Đi về mấy trăm cái. Mấy trăm cái đó. Bán gọi là bán 59 hay 69 nghìn. Áo thun thì em thường lãi 5.000-6.000. Khi mà xả ra xả đi giảm 10.000 là đã là vấn đề rồi. Nhà em mà giảm 10.000 đã là vấn đề rồi. Còn mấy mã này mã khăn tắm. Cái này em còn ít nè. Cái này cũng bán gọn luôn. Khăn tắm khăn mặt nhá. Cái này lên mã này mã khăn mặt cho em. Cái này em sẽ tách 5. Bình thường là em đi 10. Nhưng mà này khách mua cái nhiều quá. Tách ra 5 dùng dần. Không có size 60 chứ, hết size rồi. Không có size to. Cái này lên cho nguyên con nè. Comment mã này là mã khăn mặt. Cái này chị em mình dùng lau mặt cũng được. Lau bếp cũng được, lau bàn cũng được. Nha, lau cửa kính cũng được. Lau các thể loại lau vừa mềm vừa thấm hút nước nhiều. Đó, không bị trài xước. Nha, lên luôn nè. Kiểu còn màu đen thôi chị ạ. Màu đen thôi, nè. Nhưng mà 50-52 đổ về thôi. Toàn bán lỗ không á. Giờ lên like cho nó vui thôi đây nè. Còn mấy cái rất rất mẫu này là em vừa sale vừa bán tặng luôn. 40.000 nha. Chị nào lấy kiểu đen lên kiểu đen luôn nữa được. Rồi cho nguyên con này. Comment mã khăn mặt luôn dùng đi. Sướng đúng không? Chị nào mua rồi con này sướng không? Rẻ đúng không? Thầy mua ra mua lại là người ta bán dễ mình 12.000 cái. Toàn bộ hàng dài, hàng mềm, hàng thấm hút mồ hôi nhiều. Quên lộn, thấm hút nước nhiều. Đấy 35.000. Em đi luôn chị em mình 5 cái. Chị nào lấy cái này lên mã khăn luôn nữa được nhá. 35.000 và 5 cái khăn. Em lên rồi. Em lên trang em lên ra rồi. Em đã lên like rồi. Chị Ân thì chị vô trên trang cá nhân em có mẫu ấy chốt. Cho nguyên con này. Em đi luôn chị em mình con này. Giá đi luôn cho chị em mình lá 35.000 5 cái. Đấy chị nào lấy khăn lên khăn luôn nữa được nhá. 35.000 hẳn 5 con. Mua để dành dùng dần cho chị em mình đó. Lau trắng nè. Lau mặt nè. Lau bàn. Đen kỳ xu xương hoàng thu nè. Xương hoàng thu nè. 50k. Ok. Lên mã khăn luôn dùng là được nhá. Khăn em đi chị em 35.000 5 con. 35.000 5 con. Khăn nhá. Khăn cho chị Nguyễn Hương nè. Cho chị Trinh Tà Rinh nè. Cho chị Dung Mụi Mụi nè. Cho chị Quỳnh Cun nè. Rồi chị nào lấy khăn Dung Mụi Mụi nè. 35.000. Cho chị Quỳnh Cun nè. Quỳnh Cun nè. Không yên đường phải chịu khó nè. Cho chị Út nè. 5 cái 35.000. Tính ra 7.000 cái. Chị Dung Mụi Mụi có rồi. 35k hàng con. Rồi chị nào lấy khăn comment khăn lên luôn dùng nguyên nhé. Ôi lộn sorry. 35.000 5 con. 35.000 5 con. Hàng này siêu mềm ấy. Thấm nước nhiều. Nha. Mềm. Giờ dùng với ai đến lúc chốt đơn rồi chị báo chị nhớ. Chứ giờ em không ấy trên like đâu. Đến lúc chốt đơn chị báo chị bảo luôn dùm chị Hòa luôn dùm em. Nhân viên chốt đơn thì báo dùm em nhé. Em không chốt đơn. Trong nguyên con này 35.000 một cái. Chị nào lấy mã khăn lên khăn luôn dùm nhá. 35.000 khăn 35.000. Rồi cái này em còn được mấy cái áo vô đi bé gái. Còn được cọc này nè. Còn được cọc áo vô đi bé gái. Mấy ngày này không có về hàng. Nó không ra hàng. Nó không có hàng. Lên vô đi bé luôn dùng nguyên nhá. Kèm số ký. Con này thôi khỏi vậy. Phải nói về đồ hot rồi. Em chạy quá là nhiều. Từ size 29 độ lên 35 cái độ về còn size 29 độ lên 35 cái độ về còn size. Em lên bắt mã này nha. Xong còn hãy chị em mua trưa mai nhé. Bây giờ mình làm biết quá. Đứng em cũng buồn. Rồi nha. Cho nguyên cái này. Vô đi bé nha. Màu hồng. Từ 26 độ lên 35 độ về. Em chạy cho chị em mình là bolo mắt kim. Hàng xịn sò, hàng đẹp, hàng mềm nha. Khách nhà em mua nhiều lắm. Cả của người lớn là khách cũng báo là ôi nó rẻ. Ôi nó rẻ. Chị em mình đừng so sánh với hàng gọi là hàng người ta chạy
Bolo mà người ta gọi là vải thun poly. Nó cứng 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 cứng. Nha. Vậy mà để ý nha, hàng mà chắc không ok em không về lần 2. Chắc không ok em không về hàng lần 2. Mà cái này em về cả chục lần. Cả chục lần và vẫn thiếu size. Size này từ 25 độ lên nhé. 25 độ lên, 35 độ về còn size. Mỗi màu hồng. Em đi chị em con này 80, 85k luôn đi. 85.000 con này. Em mua cho bạn nhím á, 20kg á. Mà vải khô lắm, 155.000. Giờ nghĩ lại tiếc, tiếc ngang, tiếc dọc. Mang cái áo màu vàng vàng hay mang đi chơi á. Đấy, chị nào lấy cái này chị em mình nhìn này. Comment mã áo bé kèm luôn dùng là ok, kèm luôn dùng nguyên số ký. Đây chị em mình nhìn hàng luôn dùng này. Từ cái cổ nó cũng xịn. Từ cái gập nè 75.000 hết. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng nhá. 75k, size 5 cho chị Lưu, Lưu Bảo La. 75k đi, chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên đi. 32 này. 29 này. 29 này. 35 này. 32. Ôi chết cha. Ở đâu có size nhỏ đâu. Ôi không có size nhỏ rồi. Ở đây cái này 25 chị Lưu Bảo Lan luôn. Nha, 75.000 con này. 25 chị Lưu Bảo Lan, chị nào không mua con này tiếc lắm luôn. 75k luôn, ai lái chốt. Thâm Ngân like chị em nè. Thằng cả 80 mấy chị coi like nhưng mà thấy tương tác còn yếu rồi. Em Ngân này. Ngân nhá. 70, ông ơi lộn 85.000. Lưu Bảo Lan. Bolo xịn nha. Không có đi hàng khô hàng cứng đâu. Đó, lưu ý luôn dùng nguyên chị nào lấy bolo, chốt bolo dùng nguyên sao Ngân like nhé. Ngân trẻ mình hàng trẻ mình qua like chưa mai. Chưa mai đang nhé. Còn chị nào mà đang lăn tan cái mẫu của bọc nệm rồi ấy, thì chị em mình vô trang cái nha. Nhưng hôm xíu nãy em cũng con ngày mai em up mẫu luôn cho chị em mình lên trên bát để cho chị em mình coi mẫu, chị em mình chốt. Chị em mình tranh thủ đi, đầu mùa là cho chị em mình chọn màu đấy, chọn họa tiết đấy. Vài hôm nữa là có thể là giá lên năm, thường thường là vô trong mùa là hai lên 5.000 lắm, 5-6.000 năm vừa rồi đó. Lên 5-6.000 đó, nhưng mà không chọn màu được. Có người lớn nhưng mà em đang hết hàng á. Có thể là ngày mai, nếu mà ngày mai có thể có hàng được một ít bé đâu của nữ. Chứ còn ngày mai không có của bé nhé. Đó, cái riêng cái mã bọc nệm là chị em tranh thủ chút luôn đi. Còn cho chọn màu thì chị em chọn đi. Chứ còn vài bữa nữa. Thương còn cái em không đi chọn từng cái được cho chị em mình. Giờ ví dụ như một mẫu nó ra số lượng nhiều xíu là cho chị em mình chọn màu nó dễ. Còn vài hôm là thương còn cái là không chọn màu được. Nhá, này là chị em mình tranh thủ. Rồi em ngưng like với chị em mình, nói hẹn chị em mình trưa mai à. Rồi ngưng nha. Hẹn chị em mình qua like trưa mai nha chị em mình nhá. Nói like chị này là like đến một khi là 10 rưỡi là ngưng rồi. Ngưng nha, bye bye chị em mình luôn.